Péssimo! Hồi hộp dữ ta. Hồi hộp còn hơn là gì? Hồi hộp còn hơn là đợi chồng qua rước dâu về nữa. Lần đầu tiên lên làm, lên đây lại sau một ngày nghỉ. Đẹp quá, anh này đẹp quá. Anh này là đẹp xuất sắc. Hello mọi người ơi. Mọi người ơi, em Hằng đây. À, mình đã nghỉ nhiêu ta, ngày rưỡi hả? Hai đêm một ngày. Nghỉ hai đêm một ngày đó mọi người. Nhớ mấy chế mà kinh khủng khiếp. Này lên live là kiểu cảm giác đang rất là hồi hộp. Hồi hộp kiểu là đang giống như là đang chờ đợi nhà trai qua rước về vậy đó. Hồi hộp còn hơn nữa mấy chế. Hơn lần đầu live nữa mọi người. Vô, nhớ em Hằng không? Vô nè. Nghỉ có mấy ngày thôi à. Ủa sao thấy bình luận của mọi người cháu. Mấy chế ơi, hãy em Hằng hôn vô livestream liền. Vô livestream em Hằng liền nha mọi người ơi. Mọi người ơi, nghỉ có hai ngày mới chịu giấu. Em vừa nhận được hàng rồi, vải đẹp vừa ý, sẽ ủng hộ shop tiếp. Cảm ơn bà chế tên Hàn Quốc nha. Rồi, không biết tên hàng chữ Hàn Quốc nè. Chào chị Thúy Nguyễn, chào chị Kim Anh. Mọi người ơi, em Hằng nghỉ có 3 ngày à. 3 like, 2 like tối, 1 like trưa, mọi người quên em rồi hả? Thấy em Hằng hôn vô livestream nha. Rồi vô cổ bác sĩ nè. Rồi chào chế Nguyễn Dung, chào chế Dung Minh Nguyễn, chào chế Nguyễn Phương Thảo. Mọi người ơi, lên livestream nhà em Hằng liền nha. Ấn cho em Hằng 2 lần chia sẻ trang cá nhân ha. Rồi 2 lần chia sẻ trang cá nhân nha. Chị ơi, em mới mua lần đầu tiên mà em mới nhận được 3 bộ sáng này. Vải đẹp hơn em tưởng, ok lắm chị. Trời ơi, cảm ơn bà Tiên Kiều. Ôi quá trời chưa mấy chị ơi, đi nói chung là hôm qua là em Hằng có công việc là đi theo chồng em, chồng em mới thi bằng lái, học bằng lái thì em đi theo rồi nghỉ, cho nên là hôm nay nhớ mọi người quá trời mà đi về nghỉ có hai đêm một ngày mà biết bao nhiêu là đồ vậy nè, bao nhiêu là đồ lẻ lẻ. Chào chị, hôm nay có kem không chị Hằng hả? Bây giờ bà Phan Thảo ơi, tại vì kem hiện tại là không biết khi nào mới về á. Ôi, hôm nay mấy chị vô lẹ đi mấy chị hôm nay nha, giá sốt lắm nha. Chỉ đặc biệt hôm nay thôi, tại vì còn vài ngày nữa là hết tháng 10 hả mấy chị. Hết tháng 10 âm lịch là mình bước sang tháng 11, tháng 12 là những tháng Tết rồi. Đó, mình chuẩn bị tạm biệt rồi cho nên là hôm nay giá sốt lắm nha mấy chị. Ghi dùm em Hằng coi như là cái này em bán tri ân nha. Tri ân đây. Ghi dùm em Hằng là mã tri ân luôn. Chỉ áp dụng tại cái live tour này thôi nha. Dạ có, hôm nay á bên Hằng bán vải đẹp lắm mấy bà ơi. Cảm ơn bà Dung My Nguyễn nha. Ồ hôm nay cổ bác sĩ nhiều lắm bà. Rồi có đồ gắm không? Có hết luôn nha chị Minh Châu Trương Thị. Bây giờ lên nè. Rồi em báo giá hàng lẻ trước nha. Trước khi lên bán thì em Hằng sẽ lên báo giá hàng lẻ nè. Tri ân dùm em Hằng. Hai ngày nữa là hết tháng 10 rồi dạ. Hôm nay em tri ân nha mấy chị yêu dấu nha. 10.000 đồng 3 bộ. 10.000 đồng 3 bộ đồ. Được chưa? Là tri ân tháng 10 nha mấy chị. Hết rồi, hết tháng 10 mấy chị ơi. Rồi, mới nhận chiều hôm qua 4 bộ đồ. 4 bộ đẹp quá, quá trời, good good. Cảm ơn bà cốt nhỏ. Rồi, tri ân dùm em nha. Ai đã vào xem live, ấn dùm em Hằng 2 lần chia sẻ trang cá nhân nha. Nha mấy chị, nha mấy chị. Tự nhiên nói chia sẻ rồi, bán 4 bộ nhưng nhắn tin không thèm gọi bật. Ủa chị Tâm Phan ơi, chị ơi chị. Chị bật cỡ nào, chị bật cái gì đây chị ơi. Bên em nói là ấn 2 lần chia sẻ trang cá nhân 5 đến 10 hội nhóm được gọi tên. Chị ơi, mình có nghe kỹ không? Được gọi tên chứ bây giờ. Ủa, bây giờ 2.000 chị, 2.000 chị chia sẻ vào, không lẽ em Hằng phải bán hết 2.000 chị? Trời ơi, ở đâu vậy chị? Không mấy, nếu mà chị muốn như vậy thì chị may ra chị bán em với. Chị bán cho ở đây khách em Hằng nè. Khách em Hằng ở đây bây giờ hiện tại là hai quay là gần 1.500 chị nè. Chị bán hết 1.500 chị đi. Chị may ra chị bán đi. Rồi, bật. Trời ơi, mới vô nó bật mấy chị. Rồi tri ân dùm em nha.
10.000 đồng 3 bộ. Ấn giùm em Hằng 2 lần chia sẻ trang cá nhân 5 đến 10 hội nhóm giùm em Hằng. Mấy chị ơi, em đã nói là em chỉ bán đúng 15 phút đầu live. Và 15 phút này thì trong tỷ lệ là trong 1.000 chị thì đương nhiên sẽ có 10 chị thôi, chứ không phải là 1.000 chị được 1.000 chị. Không phải là 1.000 chị là 1.000 chị sẽ có. Dạ con chào cô Vân Nguyễn nha, chào cô Vân Nguyễn. Bữa giờ con nghỉ 2 ngày, 2 đêm 1 ngày. Con nhớ mọi người lắm, hay nhớ mọi người lắm mấy chị. Rồi ghi giùm em Hằng nha, tri ân giùm em. 10.000 đồng 3 bộ giùm em. Ôi, mấy chị em giấu nha. Rồi giá em bán lẻ á là 1.300.400. Đó, giá em bán lẻ là 1.300.400. Hôm nay em bán tặng mấy chị muốn mà 1.000 chị đều có thì sợ em Hằng không bán hết rồi mấy chị. Trời ơi. Nghĩ sao 1.000 chị ở đây kêu em bán tặng hết 1.000 chị bực bội chỗ nào chị ơi. Ôi, dạ vải em bán cho mấy chị là mango đuổi lại 1 nha. Mango đuổi lại 1. Không nhiều, tặng hết 1.000 chị chắc phá sản. Thì sợ luôn mấy chị. Gọi là dẹp tiệm luôn á. Thôi, tự nhiên lên tặng 1.000 chị thôi, em nói thiệt. Nghĩ luôn khỏi bán chứ làm cái gì mấy bà. Rồi chi ân giùm em Hằng nha. 10.000 đồng 3 bộ giùm em. Thôi em lên luôn. Em lên like luôn nha. Lấy chị ba hộp kem đi Hằng, kem xài hết. Kem em không biết còn không nữa mà lấy ba hộp nha. Để lát em lên thống kê kem ấy. Mà nói bực mấy chị. Ôi nói bực bội. Tự nhiên nói chia sẻ không chia sẻ gọi điện bực bội. Ôi mắc cười không à. Mắc cười lắm luôn mấy chị. Nhiều người em không hiểu là trong đầu óc nghĩ cái gì á. Ôi đây hôm nay lên đồ đẹp lắm nè. Rồi bộ đồ bên shop em Hằng là 40 đổ lên, 65 đổ về và 40 đổ lên, 62 đổ về. Thánh cào bàn phím, toàn là thánh cào bàn phím không mà mấy chị. Rồi không lẽ đó, kiểu như cái này em nói là may mắn thôi, giống như là may mắn vậy. Không lẽ mấy bà mua vé số, trời ơi đẹp nè. Không lẽ mấy bà mua vé số á, rồi người ta bán vé số ra hết đó. Đó, người ta nói là vé số hồi chiều trúng 100.000, trúng 200.000 đồng, trúng 300.000, trúng 2 tỷ. Không lẽ ai mua vé số cũng trúng 2 tỷ? Ai mua vé số cũng trúng 2 tỷ, ai mua vé số cũng trúng 100.000. 100.000 nhiều khi mua vé số mấy bạn chưa trúng được đó, giống như em nè. Em mua vé số nè, đó, em cũng hay mua vé số lắm. Lâu lâu thì cũng có trúng được 100.000, nhưng mà lâu lâu mới có. Rồi, đây mấy chị vô nha, rồi tri ân nha. Thả tim thả like liền giùm em à. Đây, đây nè. Đó, đây nè, bận cái này mới bán nè, còn bộ trong người không có bán. Cái quần bên trong không có bán, cái áo bên trong không có bán. Mà hôm nay em bán này nè, rồi, chồng ơi lên đi chồng. Rồi em, rồi đây mấy chị, em đừng hèm nói cho mệt đó không mấy chị, đây nè. Rồi để mấy chị dõi nhá, tri ân giùm em hà. Thiệt, em cũng không thèm nói luôn mấy chị mà vô nói bực. Bác chia sẻ vô nói vậy nè mấy chị. Vô bác chia sẻ mà không gọi điện, bực bội. Rồi ôi trời, tự nhiên nói bực bội vậy đó mấy chị. Mai làm gì cũng vô bực bội, chia sẻ không có được gọi chút đơn á, cái bực bội. Loại 70kg em hết rồi. Rồi em chốt đơn nha. Nè ba bộ này luôn nè. Trời ơi, đây nè mấy chị, tri ân nha. Tại vì hôm nay là còn 2 bữa, hình như là 2 ngày nữa. Hôm nay ở dưới mấy rồi? 28 rồi. Ở dưới hôm nay là 28 rồi. Rồi mai là 29, 30 là còn có 2 ngày nữa là mình hết tháng 10 rồi mấy chị. Hết tháng 10 âm lịch rồi là mình qua. Coi chị em nào mới vô ấn giùm em Hằng 2 lần chia sẻ trang cá nhân nha. 2 lần chia sẻ trang cá nhân, 5 đến 10 hội nhóm giùm em Hằng. Là tại vì mình sắp qua sở dĩ là ngày hôm nay có giá 10.000 đồng 3 bộ là còn có 2 ngày nữa thôi là mình qua tháng 10 rồi. Cho nên là em mới bán mấy chị yêu dấu, là em mới bán cho mấy chị là 10.000 đồng 3 bộ, là coi như bán tặng một năm qua nha, bán tặng nha mấy chị. Rồi tri ân giùm em Hằng. Rồi bộ Hằng đang bận dễ thương nè, bộ em đang bận là hả mấy chị, nè mấy chị nè, bộ em đang bận là lâu lâu em Hằng mới mai lô này nha, mê ly lắm luôn. Bộ đồ bình thường em bán là 130.000, 135.000, 140. Có 130, 135, 140 rồi mấy chị ơi, nó xịn sò luôn mấy chị. Rồi ok nha, em lên đơn nè. Em lên đơn nha mọi người. Hơi đâu nói mấy thể loại người đó em ơi. Rồi ok chị, rồi ok, em cảm ơn mấy chị nha. Bởi vậy thiệt luôn mấy chị, em lên đơn. Rồi tri ân nè. Rồi cho chị Nguyễn Kim Ngọc.
Nguyễn Kim Ngọc dùm em Hằng với số điện thoại nha. Nguyễn Kim Ngọc dùm em Hằng số điện thoại 0837 852 373 dùm em Hằng. Ôi ba bộ này 10.000 đồng đẹp lắm đó bà Nguyễn Kim Ngọc, đẹp xuất sắc luôn nè. Mấy chị ơi, chị em nào á, chị em nào chưa chia sẻ livestream, ai chưa chia sẻ livestream nhanh ấn dùm em Hằng hai lần chia sẻ trang cá nhân nha. Hai lần chia sẻ trang cá nhân, 5 đến 10 hội nhóm dùm em. Chị may mắn đầu tiên là chị Nguyễn Kim Ngọc dùm bà Hằng nè. Ok bà chế luôn. Rồi hôm nay nhân viên á mấy chị yêu dấu, hôm nay nhân viên em là em chưa cho đi làm nữa, tại vì hôm nay em định nghỉ thêm một bữa nữa, định nghỉ thêm một bữa nữa mà thôi, nghỉ lâu quá rồi. À, với năm nay em Hằng cũng nghỉ tết sớm nữa. Rồi tiếp theo dùm em Hằng, ai chưa có nha, ai chưa có nha mấy chị ơi, nhớ chốt kem Hằng ơi, hết kem xài rồi. Rồi bộ Hằng đang bận đi, bộ Hằng đang bận mà mấy mấy chị phái, bộ em đang bận quá chừng á, bộ em đang bận em xí rồi luôn á nè, bộ em đang bận là tay le quần sẽ nơ em xí liền luôn rồi mấy chị. Rồi ai chưa có nữa nha, tri ân dùm em Hằng nha. Rồi ba bộ 10.000 đồng đây em bán tặng thôi mấy chị ơi, cái này thiệt sự là bán tặng mấy chị yêu luôn á, cái này gọi là giá tặng luôn, giá tặng luôn chứ không có bán gì nữa, cái này là tặng luôn. Ba bộ 10.000 đồng là có 3.000 đồng một bộ, không ai làm nổi luôn á. Em Hằng mai cũng không có giá này, mua vải cũng không có giá này, mua nút 3.000 đồng không biết đủ mua nút không mấy bà, mua nút với mua ren, mua nút thôi. À 3.000 đồng, à 3.000 đồng chưa đủ làm được hai cái tem này nữa. Ờ à, thiệt sự luôn, chưa đủ làm được hai cái tem nữa. Rồi tri ân nha, ba bộ 10. Mấy chị ơi thả tim thả like liền giùm em nha. Thả tim thả like, ấn hai lần chia sẻ trang cá nhân 5 đến 10 hội nhóm. Rồi mấy chị đừng có vô đây mà nói là ba bộ 10.000 đồng làm gì có mặc được. Ba bộ 10.000 đồng mua về bỏ chứ làm gì mặc được. Hai mấy chị nè, nhìn nè. Bên shop em Hàng tặng là hàng mới đàng hoàng. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Hàng ba bộ 10.000 đồng này em vẫn cho mấy chị kiểm tra hàng xong rồi mới nhận đàng hoàng. Em đưa đúng, em đọc tên chị nào ba bộ đồ này thì đúng là khi mình nhận hàng á mấy chị yêu dấu. Đây mấy chị, đây mấy chị yêu dấu nha. Sao bữa chị gọi em mất đi đám giỗ về, chị điện lại 4 cuộc. Thì là chắc là do nhân viên em nghỉ á chị ơi. Mình em đã cho nhân viên nghỉ á mấy chị nè. Em đã cho mấy chị kiểm tra hàng trước khi nhận luôn nè. Em đọc tên chị nào nhận ba bộ đồ này thì khi mấy chị nhận, mấy chị kiểm tra đúng ba bộ này mình mới nhận, còn khác ba bộ này cứ có quyền từ chối liền. Em lên đơn nè. Rồi tri ân giùm em Hằng. Rồi bữa giờ vô xem livestream chờ đợi Hằng like. Rồi tại bữa giờ em nghỉ á mấy chị, bữa giờ em nghỉ nha. Bữa giờ em nghỉ cho nên là mấy chị thông cảm giùm em Hằng. Hôm nay em mới like lại. Bữa giờ em có việc riêng gia đình á. Có việc riêng gia đình á mấy chị. Rồi ba bộ 10.000 đồng giùm em Hằng nè. Dạ nhận hàng mình được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Mấy chị ơi, ai chưa chia sẻ livestream ống giùm em Hằng hai lần chia sẻ trang cá nhân 5 đến 10 hội nhóm nha mấy chị. Rồi tri ân giùm em Hằng. Ba bộ 10.000 đồng. Rồi cho chị Nguyễn Kim Anh giùm em Hằng. Nguyễn Kim Anh nha. Nguyễn Kim Anh nè. Nguyễn Kim Anh giùm em Hằng 0947 662 327 giùm em Hằng. Nguyễn Kim Anh nha, ba bộ 10.000 đồng. Dạ nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận. Bộ em có bán không? Bộ em đang bận, em sẽ hôm nay like sớm hả Hằng? Rồi, bộ em đang bận hôm nay muốn bán giá thì sao đi ta? Nguyễn Kim Anh giùm em nha chị. Dạ đúng ba bộ đồ này. Nhận hàng trả 10.000 đồng tiền đồ và 30.000 tiền phí, không miễn ship. Không miễn ship nha mấy chị ơi. 10.000 đồng tiền đồ, 30.000 tiền phí là 40.000 đồng, không miễn ship giùm em Hằng nha. Rồi. Bộ em đang bận giá bao nhiêu Hằng? Rồi, bộ em đang bận nha. Nè, xuất sắc chưa? Tay le quần xẻ nơ. Bên shop Hằng vải đẹp lắm mấy chị. Rồi tiếp tục giùm em tri ân nha. Để em báo giá bộ đồ này cho mấy chị cảm thấy chị nào thấy hợp túi tiền của mình thì ok giùm em Hằng lên đơn. Bên shop em Hằng không có size 70kg nha. Hiện tại hôm nay bên shop em Hằng không có 70kg nha mấy chị. 40kg trở lên, 65kg trở về và 40kg trở lên, 62kg trở về. Bộ em đang bận nha mấy chị. Rồi, bộ em đang bận là 40kg trở lên, 62kg
trở về. Em đang bán giá tại shop là 275.000 đồng ha, 275.000 đồng là giá tại shop của em Hằng. Nhưng trên livestream này hôm nay ngày 10 tháng 10 còn mấy ngày nữa là em qua hết tháng 10 rồi đúng không mấy chị? Em Hằng sẽ chốt bao nhiêu ta? 125.000 luôn. Thiệt luôn hả heo? Rồi, bộ em đang bận em sẽ chốt 125.000 đồng. Nhưng mà đợi em một chút xíu đi nè, em lên em chốt vài chị nữa đã. Em thấy chị này ngày nào cũng vô livestream em từ bữa em live tới giờ nè. Rồi tri ân giùm em Hằng nè. Đây, đây để lấy một bộ tông trắng đi. Giờ chưa có tông trắng. Em thấy chị này là thấy em vô live là có vô liền nè. Rồi Hy Đặng hôm nay mấy tuần mai giao được không? Hôm nay chị cho nó nghỉ, mai nó mới đi làm. Không biết nó mua cái gì á. À, điện nói được không? Điện nói hỏi chị Hằng nhận cho được không? Rồi tri ân giùm em Hằng. Tại vì mai nó mới đi cho làm nên chị cho nó nghỉ. Tri ân giùm em nha. Rồi đây mấy chị. Rồi quá đẹp luôn nha. Rồi ok. Rồi chị Hoa Lan Trắng. Rồi ôi Hoa Lan Trắng giùm á Hằng. Em thấy là ngày nào chế cũng vô like em nè. Rồi Hoa Lan Trắng giùm em nha. Bộ đang nằm chốt đơn khoan từ từ chị ơi. Hoa Lan Trắng 0703 556 692 giùm em à. Rồi Hoa Lan Trắng nha, 3 bộ giùm em à. Rồi tiếp tục giùm bé Hằng nha. Ai chưa có thả tim thả like liệm Hằng nha. Thả tim thả like ấn giùm em Hằng hai lần chia sẻ trang cá nhân năm đến mười nhóm. Em thấy rất là nhiều chị nè. Loan Trần chưa chia sẻ nè. Rồi Bích Tuyền cũng chưa chia sẻ nè. Chị Huyền Trân chưa chia sẻ nữa nè. Rồi lên giùm em mấy chị ơi. Tri ân tiếp theo nè. Hôm nay là quá trời đồ lẻ luôn á. Nghỉ có ngày à. Anh nghỉ có hai ngày à. Mango đuổi lời một mấy chị. Rồi 1, 2, 3. Rồi 1, 2, 3 tri ân giùm em nha. 3 bộ 10 đồng. Rồi đơn gì nữa? Của nó nữa hả? Của chị hả? Gì thùng lớn rồi. Gì? Ai mua gì vậy chồng hả? Hả? Giờ chốt bộ đang bận rồi mấy chị ơi, đã tin thả like liền giùm mấy màn nha. Ấn hai lần chia sẻ trang cá nhân năm đến mười hội nhóm giùm em. Tự nhiên thằng bé giao hàng nó nói giao cái gì hùng lớn quá trời bất ngờ sợ của em thích lắm. Rồi ghi giùm em mấy chị. Rồi lên bộ hàng đang bận rồi mấy chị ơi, thả tim thả like giùm em Hằng nha. Ấn hai lần chia sẻ trang cá nhân năm đến mười hội nhóm nha. Chị chưa có lần nào nè Hằng ơi. Rồi ok mấy chị, đồ bên shop Hằng vải đẹp lắm, mọi người yên tâm mua. Bên shop em Hằng là bán cho mấy chị là mango đuổi loại một hết nha. Mango đuổi loại một hết, không nhèo, không nhăn, không rút vải, không xù lông, không phai màu. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em, được cho mấy chị. Em nói quyền lợi mấy chị mua bên shop em Hằng là nhận hàng lúc nào cũng được kiểm tra hàng trước khi mặc hết, trước khi nhận hết mấy chị yêu dấu. Kiểm tra hàng hết giùm em Hằng trước khi đi hàng. Những hàng tặng này trước khi đi bên em vẫn sẽ chụp ảnh đàng hoàng gửi qua cho mấy chị. Chứ không phải là nói hàng tặng là không chụp nha. Hàng tặng bên em vẫn chụp y chang hàng em chốt đơn như vậy. Rồi không biết chia sẻ có mua hôn em không. Không biết chia sẻ là một câu phủ vàng là không được chốt nha. Rồi chốt cho chị hai bộ hàng đang bận đi, chị đang thích kiểu này. Bộ em đang bận là 125.000 đồng, 40kg trở lên, 62kg trở về giùm em. Rồi tri ân chị cuối cùng nè. Rồi mới vô nói em Hằng cái thì em buồn lắm mấy chị. Biết bao nhiêu chị yêu thương bé Hằng là hôm nay chờ đợi Hằng về mà vô nói em Hằng là bật đặt 4 bộ 10.000 đồng, thấy rồi chút đơn bật mà đặt không biết rồi không có được đọc to nữa mấy chị. Rồi lên đơn nè. Rồi tri ân giùm em Hằng nha mấy chị yêu cháu nha. Rồi ok em lên đơn cho chị Nguyễn Quỳnh Như. Trời ơi Nguyễn Quỳnh Như giùm em Hằng. Nguyễn Quỳnh Như nha, với số điện thoại hôm nay làm gì mà Nguyễn quá trời luôn mấy bà. Rồi Nguyễn Quỳnh Như giùm Hằng 0372 960 037 giùm em Hằng. Rồi Nguyễn Quỳnh Như
ba bộ 10.000 đồng giùm em ha. Ok mấy chị ơi, thả tim thả like liền giùm em ha. Làm sao trời, lên bộ ra bận hả? Hả? Hay là chút này. Rồi ok nha mọi người ơi, còn được bao nhiêu đủ để chốt đây trời ơi, hết rồi. Rồi ok, chị chưa có nữa hàng. Rồi bây giờ áp dụng nha mấy chị yêu dấu nha. Rồi mấy chị thả tim thả like liền giùm em hàng nha. Ấn hai lần chia sẻ trang cá nhân 5 đến 10 hội nhóm. Áp dụng cho chị em nào nãy giờ đã chia sẻ like nhưng mà chưa có được tặng nha. Nha mấy chị. Rồi chốt bộ đang bận, từ từ em lên mã, em đang bận bây giờ em chốt nè. Này mấy chị mua hàng mã kèm số điện thoại nha. Hôm nay là nhân viên á, hôm nay mã kèm em số điện thoại nha. Nhân viên em không đi làm nên hệ thống sẽ tự lên đơn mấy chị nha. Rồi em chào chế Lưu Kiếp, lâu quá không gặp em hả. Nè cầm điện thoại nè bà. Bà Tài á, bà Tài. Rồi đây, đây nha mọi người ơi, nãy giờ thiệt á, này là mũi lòng không đặng nữa nè. Bán giá này là chắc siêu lỗ luôn á mấy chị. Đây, một hộp kem body nha. Rồi, một hộp kem body nha mấy chị. Bình thường và tất cả đều giá niêm yết là 570.000 đồng. Tất cả toàn hệ thống, toàn các xịt ba luôn ha mấy chị. Tất cả các hệ thống đều giá 570.000 đồng. Bây giờ chỉ trên livestream nhà em Hằng thôi. Chỉ trên livestream này thôi nha mấy chị, live bữa nay thôi luôn nha. Rồi hết rồi đó. Bây giờ từ đây trở về sau mấy chị sẽ không được mua kem giá này nữa đâu nha. Rồi, em Hằng sẽ tặng mỗi chị 470. Này là em chịu lỗ luôn. Comment giùm em Hằng mã kem 100. Kem 100 là 100.000 đồng. Hôm nay mình tranh thủ chốt đơn giùm em Hằng nha. Mình tranh thủ chốt đơn giùm em. À, mình lấy 2 hũ, 3 hũ để dành là hôm nay luôn nha. Hết luôn, em không nhận đơn nữa nha. Rồi, kem 100. Rồi, chị lấy 3 hũ được không Hằng? Rồi, comment giùm em Hằng là kem 100. Kem không bết rít nha. Không bết rít giùm em Hằng. Không lộ vân kem hả mấy chị? Đây, mùa này là mùa da khô mà mấy chị ơi, coi nè mấy chị ơi. Rồi comment giùm em Hằng là kem 100.000 đồng giùm em Hằng. Rồi kem 100 giùm em nè mấy chị. Mùa này là mùa da khô mà được những cái hũ kem này nè cấp rất là nhiều tinh thể dưỡng vô da như vậy. Là da căng bóng nha mấy chị ơi, da căng bóng mịn màng như em bé. Và kem này là kem body nha mấy chị, nghe kỹ giùm em Hằng, là kem body chứ không phải là kem vay nha mọi người ơi nha. Kem body là xài từ cổ trở xuống giùm em Hằng. Rồi comment giùm em Hằng là kem 100. Kem 100 em hết mã tri ân rồi, đừng ai comment mã tri ân nữa, không có lên đơn được đâu mấy chị nha. Mã tri ân bên shop em Hằng qua đơn rồi mấy chị nha, không còn chốt tri ân nữa. Làm em là kem 100. Kem 100 mới có đơn giùm em. Rồi kem chị lấy 3 hũ nha Hằng. Rồi ra em bán tặng hết luôn. Rồi kem 100 giùm em Hằng. Ok chưa? Rồi lên giùm bác Hằng là kem 100 nha mấy chị. Siêu mê ly chưa mọi người ơi, chất kem nhà Hằng siêu đỉnh. Dạ bữa hôm nay nữa thôi nha, bữa nay thôi nữa nha mấy chị ơi. Kem 100 giùm em Hằng là em chốt bữa nay nữa thôi nha mấy chị. Ờ đợt sau là mình không có mua được kem giá 100.000 nữa đâu nha ha. Rồi đợt sau là mình không mua được kem giá 100.000 nữa, hệ thống sẽ lên giá niêm yết là 570.000 đồng. Không ai được bán giá 100 hết luôn nha mấy chị. Không ai được bán giá 100 nữa, tất cả đều phải bán giá 570 rồi. Cho nên là hôm nay là mấy chị tranh thủ mua đi nha. Rồi, kem 100 giùm em Hằng. Rồi, chúc kem nhà Hằng siêu hẩm đã lắm. Ok mọi người luôn, em lên đơn bộ em đang bận nha. Kem chị Phạm Phương. Rồi, qua mã kem nha mấy chị, tại vì hết hàng rồi mấy chị ơi. Em nha. Rồi, bộ em đang bận nè, đâu rồi? Đây. Chị Kim Tiến Quỳnh. Mấy chị nói bộ em đang bận làm gì, em có thể bán ra được... kem 100.000 đồng một hũ giùm em nha mấy chị ơi. Bộ em đang bận. Bộ em đang bận là 40kg trở lên, 62kg trở về. Mango đuổi loại 1. Rồi, mango đuổi loại 1 nha. Không nhèo, không nhăn, không rút vải, không xù lông, không phai màu giùm em à. Nha mấy chị.
Vải là vải chín giùm em Hằng. Rồi, kem 100 nha. Tất cả các chị sao sẽ bắt đầu lên giá nha mấy chị ơi. Qua ngày mai ha, qua ngày mai mấy chị, qua ngày mai mình mua là giá sẽ là 570 giùm em nha. Nha mấy chị, qua ngày mai giá sẽ là 570.000 đồng một hũ kem giùm em nha mấy chị ơi, không còn giá 100 nữa. 100 em chỉ bán tại livestream này thôi nha mọi người, yêu dấu xinh đẹp giùm em ha. Rồi, bộ em đang bận nè, nhiều chị nói em nói giá 125.000 chứ dễ dầu gì mà mấy chị sẽ được chốt bộ này 125, bởi vì tiền vải tiền công thôi đã là 270-280 rồi ha. Rồi, đây mấy chị ơi, bộ em đang bận 125.000 đồng thôi nè, vô chốt đơn về trải nghiệm chất vải nè. Mã này ghi giùm em Hằng là bộ cao cấp 1, cao cấp 1 nha, 125.000 đồng, tay le quần sẽ nơ siêu đẹp luôn giùm em Hằng. Rồi, đúng cú pháp giùm em Hằng là cao cấp 1 giùm em. Em có mua hai bộ mẫu này rồi, đẹp lắm Hằng ơi, em cảm ơn chị Thanh Thủy. Rồi, mã này ghi em là cao cấp 1 giùm em Hằng, 125.000 đồng, 40 đổ lên, 62kg trở về giùm em Hằng. Quần có túi không em? Trời ơi, có túi mấy chị ơi. Mấy chị đừng ghi bộ Hằng đang bận là không có lên đơn được nha. Cao cấp 1, túi vải chính nha mấy chị, 125.000 đồng. Chị lấy 4 hũ kem được không Hằng? Kem chị hết rồi, chị sợ tới lúc đó mua không kịp. Mấy chị ơi, bây giờ là chị nào chốt kem thì chốt lẹ giùm em nha. Chị nào chốt kem thì chốt lẹ giùm em đi, tại vì bây giờ em nghĩ là chắc là qua năm đó mấy chị, kem mới có nguyên liệu về nữa mấy chị, kem mới đủ nguyên liệu về cấp 1 giùm em Hằng. Rồi, chị có kem chưa Hằng? Mấy chị còn manh kem giùm em đi. Kem là có số gọi nha, kem 100, lấy hai hũ ba hũ rồi là có đơn giùm em Hằng nha mấy chị. Rồi, còn bộ em đang bận là cao cấp 1, chị muốn lấy 4 hũ kem nha Hằng. Rồi, cao cấp 1 giùm em nha, 125.000 đồng, 40 đổ lên, 62 đổ về. Rồi, cao cấp 1 giùm em nha, 125.000 đồng giùm em. Rồi, hôm nay quá trời đồ đẹp luôn mấy chị. Cao cấp 1, chị lấy 2 hũ kem em có gửi không? Dạ chị ơi, 1 hũ kem, 2 hũ kem gì em đã nói là em lên em bán tri ân mấy chị rồi. Thì 1 hũ, 2 hũ gì á em Hằng cũng gửi hết cho mấy chị á. Rồi, hôm nay có đồ 65 có gắn có hết mấy chị, có hết. Rồi coi nè. Rồi, cao cấp 1 nha, 125.000 đồng giùm em Hằng, 40 đổ lên, 62 đổ về, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em. Rồi, lên hàng là cao cấp 2. Rồi, đây nè, đây nè, đây nè, xứng đáng thần tình để chốt đơn nè. Mấy chị ơi, mua hàng mã kèm giùm em Hằng cái số điện thoại nha. Mã kèm vô Hằng số điện thoại. Mẫu này nhà Hằng may đẹp lắm. Dạ, ghi giùm em Hằng mấy chị, cao cấp 2. Đây, 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 mấy chị ơi, 125.000 đồng, siêu đẹp đây nè. Đây, nhiều chế nói là vải beo nhà bé Hằng, tại sao mà nó mướt, nó mịn quá trời luôn. Thì vô mua nha mấy chị, vì đây là hàng mango đuổi loại 1, chuẩn tem xanh nha. Cái mẫu quần này em Hằng cho mai sẽ nô nhiêu đây nè, đáng lý ra nó sẽ tuốt trên đây nè mấy chị, mà nhiều chế nói là chế lớn tuổi mà sẽ nhiều, sẽ cao quá như vậy là không may không mặc được. Em sẽ tới đây nè, em chỉnh sửa lại cao cấp 2 giùm em Hằng. Cao cấp 2 nha. Dạ, 125.000 đồng em chốt tặng mấy chị nè. Cao cấp 2. Rồi, 125.000 đồng. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi, cao cấp 1 em hết hàng rồi, mình qua liền hàng là cao cấp 2 nha. Rồi, 125.000 đồng, 40 đổ lên, 62 đổ về. Mua hàng mã kèm em số điện thoại nha. Rồi, cao cấp 2 giùm em mấy chị, 125.000 đồng giùm em Hằng. Cao cấp 2 giùm em Hằng. Chị mê mẫu này nhà Hằng lắm, may đẹp xuất sắc luôn. Rồi, cao cấp 2 giùm em nha, 125.000 đồng giùm em Hằng. Cao cấp 2 giùm em ha, 125.000 đồng. Mã này ghi đúng giùm em Hằng là cao cấp 2, 125.000 đồng nha mấy chị. 40kg trở lên, 62kg trở về là mình sẽ bận rất là đẹp nha. Rồi, cao cấp 2 giùm bé Hằng, 125.000 đồng. Rồi, em nói một cái siêu phẩm nữa anh ơi, một cái siêu phẩm nữa nè mấy chị ơi.
40 đổ lên. Bà này bên shop hàng may đẹp tuyệt vời luôn. Dạ cao cấp 2 giùm bé Hằng, 125.000 đồng giùm em Hằng. Cao cấp 2 liền giùm bé Hằng nha, 125.000 đồng. Bãi nhà Hằng quá trời họa tiết đẹp, quá trời họa tiết đẹp luôn á mấy chị. Cao cấp 2 chị lấy 4 hộp kem body nha Hằng. Rồi cao cấp 2 liền giùm em nha. Ủa bà chế Chinh Chinh ơi, hôm nay mới có cao cấp 2 à bà? 147834 đâu dạ? Mấy like trước hả? Từ từ nha bộ. Rồi cao cấp 3 nè. Đây đây, cao cấp 3 nè. Đây đây đây. Ai thích thương hiệu thì chốt đơn lẹ. Mẫu này nhà Hằng dễ bận dạ. Đây em nói nè, cao cấp 3 125.000 đồng giùm em Hằng. Cao cấp 3 liền giùm bác Hằng, 125.000 đồng. 40kg trở lên, 62kg trở về giùm em Hằng. Rồi cao cấp 3 liền giùm em Hằng. Hôm nay còn quần không Hằng? Chị cũng mới nhận mấy lốc quần đẹp quá chừng. Cao cấp 3 liền giùm em mấy chị ơi. Đây một cái bộ thương hiệu lẹ đi nha, em hết cái phone này nha mấy chị, em hết phone này rồi nha mấy chị, nhận hàng rồi. Quá đẹp luôn, em cảm ơn chị Võ Thị Bích Thủy nha. Rồi lên mã này em là cao cấp 3 giùm bé Hằng, 125.000 đồng giùm em Hằng. Cao cấp 3 125.000 đồng giùm em, 40kg trở lên, 62kg trở về giùm em Hằng. Rồi cao cấp 3 giùm em mấy chị. Cao cấp 3 liệm Hằng, 125.000 đồng giùm em. Lẹ đi, hôm nay quá trời mẫu đẹp luôn mấy chị. Quá trời một mẫu đẹp luôn, cao cấp 3 nha, 125.000 đồng. Mình mua hàng nhớ mã kèm em số điện thoại. Mua mã nào chắc giùm em mã đó nha mấy chị. Mua mã nào chắc giùm em mã đó. Đừng xả tới xả lui, xả tới xả lui là nhiều khi mình sẽ không có hàng đâu nha. Cao cấp 3 giùm em Hằng, 125.000 đồng giùm em Hằng. Rồi mua đồ có được dùng chung với kem không em? Dạ mấy chị ơi, mình mua đồ á mấy chị nha, mấy chị mình mua đồ là bên shop em Hằng sẽ gửi chung với kem, yên tâm nha. Bên shop em Hằng sẽ gộp chung đồ với kem cho mấy chị, chứ không phải là mình mua kem là em Hằng lấy ra một đơn rồi giờ mình mua đồ là một đơn là không có nha. Bên shop em Hằng sẽ cho mấy chị dồn đơn như vậy được chưa mấy chị ơi? Kem và đồ gửi chung sao đâu, bên em Hằng là gửi bảo đảm hết mà. Cao cấp 3 giùm em Hằng nha. Rồi 125.000 đồng, cọc nào cũng được á chị ơi. Em đâu cần phải cọc Mobi đâu, cọc Mobi Vina Viettel thì cũng được á. Chị này xả đơn 2-3 lần thủ việc hoàn đổ. Rồi cao cấp 4 giùm em Hằng. Đây đây đây, 125.000 đồng, 40 đổ lên, 62 đổ về giùm em Hằng. Cao cấp 4 quá đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi đây nè mấy chế, chế nào nãy giờ đơn 1 lên lẹ nha. Ai nãy giờ đơn 1 thì lên lẹ lấy bộ đồ này nữa. Ai đang phái tay leo quần xẻ nơ lấy lẹ đi nha. Tại vì hôm nay là em hết tay leo quần xẻ nơ luôn rồi. Em hết tay leo quần xẻ nơ luôn rồi mấy chị, mai không kịp nữa rồi mấy chị. Phải bắt đầu là ngưng nhập về hết luôn mấy chị. Cấp 4 giùm em Hằng, 125.000 đồng. Hôm nay em không có size 70kg mấy chị ơi, không có size 70kg. Cao cấp 4 giùm em Hằng nha. Rồi cao cấp 4 giùm em, 125.000 đồng. Cao cấp 4 nha, 125.000. Chị Tuyết Lê khách bơm hàng nè, bỏ cọc thì vào cọc đi rồi chốt đơn chị Tuyết Lê nha. Mình cọc lại giùm em đi, bơm hàng nào rất là nhiều chị bơm hàng luôn. Rồi cao cấp 4 giùm em nha mấy chị ơi, 125.000 đồng giùm em Hằng. Rồi chị ơi có buồn gì đó không tin không lãi gì hết trời. Cao cấp 4, rồi cao cấp 4 giùm em nha mấy chị ơi, 125.000 đồng nè. Em đang bán giùm em đang bán cho mấy chị là mango đuổi loại 1. Mấy chị đừng có cầm anh bộ đang mặc không có ra đơn được đâu mấy chị ơi. Bộ đang mặc là không có ra đơn được. Mấy chị muốn mua bộ hoa này lên giùm em Hằng là cao cấp 4 nha, 125.000 đồng giùm em Hằng. Cao cấp 4 giùm em mấy chị.
Bộ này ghi em là cao cấp 4 nha. Kem body chị Thanh Mai Trường chốt lẹ đi. Em chỉ nhận trong cái like này là giá 100.000 thôi. Ngày mai là quay về giá niêm yết toàn hệ thống hết rồi. Tất cả các spa đồ đều phải bán 570, em hàng cũng phải bán 570. Em hàng không được bán giá 100 nữa rồi, cho nên là hôm nay mua 2 hộp 3 hộp để dành đi mấy chị. 2 hộp 3 hộp để dành đi nha. Rồi có 4 giùm bác hàng nha. 125.000 đồng giùm bác hàng. Rồi có 4 giùm em hết rồi đúng không? Rồi đây đây có 5. Rồi tay le quần sẽ no là em hết nha. Cánh tiên có, tay dài có, đây lên tùm lum hết mấy chị. Hôm nay mình tranh thủ đi nha. Tranh thủ chốt đơn ơi, cấp 4 giùm em hàng 125.000. Rồi, cao cấp 5. Dạ chị Tuyết Lê, vô cọc đi chị, cọc giùm em đi chị. Thật sự là đáng lý ra là những chị nào đã bơm hàng rồi là bên shop em hàng không bán lại đâu. Mà hôm nay là coi như là những cái gì không vui của năm cũ, xí xóa năm cũ hết. Em cho mấy chị cơ hội mua hàng lại bên shop em hàng. Rồi, cao cấp 5. Cao cấp 5 nha. Đây nè, 125.000 đồng nè. Quá đẹp luôn nè. Ở cái này bận cái áo vô thôi là rất là mê. Đây, cao cấp 5 liền nhầm bác hà, 125.000 đồng. Cao cấp 5 nha mấy chế ơi, 125.000 đồng dùm em hà. Kem hôm nay em chốt mấy chị 100.000 đồng một hổ. Rồi cao cấp 5 còn quần hôn hằng. Rồi đợi em chút xíu đi. Kem em chốt 100.000 đồng một hổ. Bữa nay em chốt cho sạch lô luôn rồi là bán tặng mấy chị luôn. Rồi bây giờ đây em là cao cấp 5, 125.000 đồng dùm em hàng. 40 đổ lên, 62 đổ về dùm em hàng. Cao cấp 5 nha, 125.000 đồng. Cao cấp 5 dùm bé hàng, 125.000 đồng. Cấp 5 nha, 125.000 đồng. Liện ơi cấp 5 dùm em hàng, 125.000 đồng. Cao cấp 5, 125.000 đồng dùm em hàng. 40kg trở lên, 62kg trở về nhẫn nó đi. Ai đi làm được thì lên làm mấy chút đơn với hai đi. Cấp 5, 125.000 đồng. Cao cấp 5 giùm bé hàng, 125 bên shop em hàng không miễn ship đâu mấy chị ơi. Nè nhìn nè, bộ đồ em bán 125.000 đồng. Làm mango đủ chị lấy 3 hộp kem được không hàng? Rồi comment giùm em hàng kem, chị nào lấy 3 hộp thì comment là kem 3 hộp liền giùm em ha. 3 hộp là 300. Được chưa mấy chị, là em chốt tặng lại cho mấy chị luôn nha. Rồi cao cấp 5 giùm em hàng là 125.000 đồng giùm hàng. Cao cấp 5 nha, 125.000. Rồi còn một mã nữa là hết nha. Tranh thủ cọc giùm em đi chị ơi. Rồi hết tay Lê nha. Dạ chị Tuyết Lê ơi, mình cọc rồi mới có đơn nha chị ơi. Mình nói hoài mà mình không có cọc là không có đơn đâu chị nha. Mình cọc rồi mới mua, mới vào mua. Mình bơm hàng, mình khách bơm hàng chị ơi. Rồi em hàng là cao cấp 6 nè. Đây, đây mấy chị ơi, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi nhỏ lên gắm nữa nha hằng, đợi một chút xíu em lên mấy chị ơi, một chút xíu em lên nha. Rồi lên em là cao cấp 6, 125.000 đồng giùm em hằng. 40 kg trở lên, 62 kg trở về. Ôi thôi thôi mấy chị ơi, Nguyễn Thị Kim Tiến cao cấp 6 đi cỏ dại, 125.000 đồng. Cao cấp 6 nha, 125.000 đồng giùm em hàng. Ôi cái bộ chủ này bao sang luôn. Rồi chốt lại là chị lấy 4 hộp kem nha hằng, chị tặng 2 hộp. Rồi để gọi cấp 6 giùm em hàng, 125.000 đồng giùm em. 40 đổ lên, 62 đổ về giùm em hàng nha. Rồi cao cấp 6 liền giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng. Đổ lên 62 đổ về. Cao cấp 6 giùm em hàng, 125.000 đồng giùm em hàng. Rồi cao cấp 6 giùm em mấy chị, 125.000 đồng giùm em hàng. Dạ em bán mấy chị làm mango đuổi lợi 1, không nhèo, không nhăn, không rút vải, không xù lông, không phai màu. Bữa nay em bán mấy chị là gọi là siêu siêu đỉnh luôn nha. Cấp 6 giùm em hàng, 125.000 đồng. 40kg trở lên, 62kg trở về giùm em hàng. Rồi cấp 6 nha, 125.000 đồng. Rồi cao cấp 6 liền giùm bác hàng. Trời ơi chắc xỉu quá anh, bây giờ lên cái lô này chắc xỉu quá.
Rồi lên tay dài, đợi em chút xíu nha, em lên tay dài cho mấy chị sau. Xíu đây, bây giờ em đang bán lô này nè. Rồi cấp 6 nha. Hả? Cái tay le đó hả? Màu xanh nè, em biết đâu. Rồi cao cấp 7. Dạ, 40 đổ lên, 62 đổ về. Rồi có size 65 hung hằng. Có, đợi giùm em chút xíu, em lên size 65 cho mấy chị mua. Rồi có gấm xước, có lửng, có tay dài, có tùm lum hết mấy chị ơi. Thông cảm giùm bá Hằng từ từ nha. Hôm nay là có mình em Hằng làm ha. Rồi cao cấp 7 giùm em Hằng. À, cái này size 65 á hả? 65. Rồi đây mấy chị yêu dấu nha. Rồi mấy chị, da em lì lắm, sức kem nó trắng hơn chị Hằng. Cảm ơn chị gì? Trắng hơn chị Hằng là gì? Bà trắng hông á hả? Rồi bao đỉnh cho mấy bà luôn. Rồi cao cấp 7 giùm em Hằng. Cao cấp 7 nha. Rồi cao cấp 7 giùm em mấy chị ơi. Mẹ em mua hai bộ mặc một lần sao bị rách ở dưới đáy chị ơi. Mình đã mặc rồi đúng không mấy chị? Rồi đây nè mấy chị, ghi giùm em Hằng. Ví dụ như tại vì nhiều khi trong cái công đoạn may á, nhiều khi nó sẽ bị có đường chỉ, mình kỹ thì giờ mình đạp lại giùm em chị. Còn mình đã mặc rồi á mấy chị ơi, hàng mặc rồi là mình không có lên nói được. Ví dụ như em Hằng giao đến, đúng không? Hàng em giao đến, shipper giao đến mấy chị kiểm tra hàng, hàng nguyên si, hàng này kia kia nọ đủ, đủ hả mấy chị? Không có bị lỗi lầm gì thì mình cứ nhận hàng, còn hàng đã mặc rồi thì bên Hằng không giải quyết được nha mấy chị ơi. Ngay cả hàng em mua người ta một bộ, một cái đầm, một bộ đồ, một cái bộ đồ 500-600 ngàn đồng, một cái bộ đồ 700-800 ngàn, một cái bộ đồ 1 triệu mấy 2 triệu, một cái đầm 5 triệu 7 triệu, mình mặc 1-2 lần rồi nó vẫn sẽ xuất chỉ. Một cái áo em mua, một cái áo em mua là 1 triệu 7, mình mặc 2-3 lần rồi mình giặt nó vẫn có xước vải, vẫn có xước chỉ. Nếu như mình kỹ thì mình giặt nhẹ nhàng thôi, mình bỏ vô máy mà mấy chị. Mặc dù là người ta đã bao mình rồi nhưng mà cái vận tốc. Rồi mấy chị yêu dấu. Rồi về cao cấp 7 em chốt mấy chị 120 luôn, 40-65. Tay leo quần sẽ non màu xanh rất là lạ. Hàng người ta đã bao mình giặt, bao mình kiểm tra hết nhưng mà giặt thì trong cái lúc mình đã cao cấp 7 120 nha, 40-65. Nha mấy chị, mình đã mặc rồi là mình không thể nào lên nói được mấy chị. Cao cấp 7 giùm em Hằng. Cao cấp 7 nha, 120 ngàn đồng, 40-65 giùm em Hằng. Cao cấp 7 giùm em Hằng, 120 ngàn đồng giùm em, 40-65 nha. Chỉ có riêng bộ cao cấp 7 này em mới nhận size 65 nha mấy chị nha. Rồi để bắt đầu em qua mã nha mấy chị ơi. Cao cấp 7 chị mua em 10 bộ nè, bận tới nay gần 2 năm rồi có gì đâu. Dạ mấy chị, cao cấp 7 giùm em Hằng, 120 ngàn đồng, 40-65 giùm em Hằng. Cao cấp 7 hoặc cái trong lúc mình mà mình bận đồ nè, mình di chuyển đồ này kia kia nọ mấy chị, hoặc là lúc mình làm việc đồ này kia kia nọ nữa, cấp 7 giùm em Hằng. Ôi chị ơi, ba em bán là kem body, không có chị nám đâu mấy chị. Em Hằng không bán kem face, kem body là kem xài tay giùm em Hằng thôi, tay chân cổ á toàn thân. Cấp 7 giùm em Hằng, 120 ngàn đồng, 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em. Rồi chỉ có riêng cao cấp 7 này thôi nha mấy chị, là em mới nhận size 65 nha. Đúng rồi, bé Hằng nói đúng rồi, đồ mặc rồi ai mà lên nói. Dạ mấy chị ơi, thiệt sự là không có ai bao là hàng mặc rồi á mấy chị, không có bao mặc luôn đâu. Giao hàng bao đến nơi cứ kiểm tra hả mấy chị, mình cứ kiểm tra. Rồi mình cứ kiểm tra tẹt ra hỏi mãi, mình kiểm tra gì mình kiểm tra giùm em. Còn hàng mình đã mặc rồi là bên shop em Hằng không có thể nào mà chịu trách nhiệm được mấy chị. Đây em Hằng là cao cấp 8. Rồi nè, cao cấp 8 nè mấy chị, không có ai bao luôn hàng mà mặc rồi đâu mấy bà ơi. Ngay cả hàng mà mấy bà mua hàng hiệu, mấy bà mua hàng hiệu mấy chục triệu một bộ cũng không ai bao mấy bà mà phải mặc là nó sẽ luôn còn mới đâu, hay là không rách được đâu ha mấy chị. Ngay cả hàng mà mình mua mấy chục triệu một món, một cái áo mấy chục triệu thì đương nhiên là người ta cũng sẽ không có thể nào mà có bảo hiểm luôn, là mặc người sẽ không bao giờ rách. Cao cấp 8 giùm em Hằng ha. Rồi cao cấp 8 nha.
100 đó là mình mua hàng mình biết chứ không phải là em là người bán em nói. Mấy chị cao gấp 8 giùm em hàng. Bộ đồ này em chốt mấy chị 125.000 đồng. 40 đến 62 cổ sen tai lỗ ren rất là đẹp luôn. Tai loe là em xin hết, bây giờ em bắt đầu qua mã khác nha. Rồi, lên gấm xước ánh kim nha hàng, rồi em lên tùm lum hết cho mấy chị mua nha. Rồi cao cấp 8 nha mấy chị, vì trước khi em hàng mai như vậy nè, đi hàng em ra hàng em cũng đã cho QC kiểm tra hàng hết. Mấy chị hàng vẫn chằn đái đàng hoàng. Nhưng mà nhiều khi á mấy chị có nhiều chị mình làm trong. Rồi cao cấp 8 giùm em hàng nha, 125.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về. Đó mình hay vận động đồ nhiều này kia kia nọ mấy chị, hoặc là mình quá bự á, quá bự so với kích cỡ của đồ á. Rồi cao cấp 8 giùm em mấy chị yêu dấu nha, 125.000 đồng. Cao cấp 8 giùm em nha mấy chị, 125.000 đồng. Cao cấp 8 giùm em, 125.000 đồng. Nếu mà bên em kêu chị cọc có thể là do mình đổi chọn á chị, đổi xả tới xả lui á nó mới bắt kêu cọc á chị. Cao cấp 8 giùm em hằng, 125.000 đồng. Cao cấp 8 nha, 125.000 đồng giùm em hằng. Rồi mỗi lần like cái này là quá trời quá đất nè. 40 đổ lên 62 đổ về. Những chị em nào mà mua 3 bộ mà shop em hằng bắt cọc á mấy chị, là những chị trên like mua đổi tới đổi lui, ví dụ như lấy cao cấp 1 nè, xong rồi thôi em ơi chị không lấy cao cấp 1 nữa, xả cao cấp 1 nha, lấy cao cấp 3 với cao cấp 5 cái đó, thôi em ơi chị không lấy cao cấp 3 cao cấp 5 nữa, giờ lấy chị cao cấp 1 với cao cấp 7 đi. Đó là những chị xả tới xả lui như vậy thì bên em hàng mới bắt cọc thôi nha mấy chị. Còn khách mới thì mua trên 5 bộ là phải cọc giùm em hàng. Rồi cấp 8 giùm bác hàng, 125.000. Mẫu này tới công chuyện luôn nè mấy chị. Chị kêu em sang anh điện thoại giùm em. Rồi mua hàng mã kèm số điện thoại nha, cấp 8 giùm bác hàng, 125.000 đồng giùm em hàng. Rồi đây, lên đây. Quần còn không hàng hả? Trời ơi quá trời rồi, giờ sao đây mấy bà ơi, từ từ đi nha. Rồi em hàng là cao cấp 9 nè. Đây, cái mẫu này là buổi giờ lâu lắm rồi nha. Lâu đây mấy chị ơi, mình có thể là lần đầu tiên vào xem live bán hàng không biết em bán loại vải như gì, có giống hàng trước giờ chị mua những cái shop khác không. Những shop khác báo là hàng mango loại 1 á, mà nó bán chị 220-230. Rồi đây mấy chị comment giùm em hàng mấy chị ơi. Rồi cao cấp 9 giùm em hàng. Rồi cao cấp 9 giùm em mấy chị ơi, 125.000 đồng. Cao cấp 9 giùm em mấy chị, 125.000 đồng giùm em hàng. Rồi cao cấp 9 giùm em nha mấy chị, 125.000 đồng giùm em hàng. Rồi cao cấp 9 vào coi đi, có phải là chị không nghe mãi không. Rồi cao cấp 9 nha, 125.000 đồng giùm bác hàng. Đây mấy chị, đây mấy chị có thể mua bộ đồ này bên shop em hàng về để mình so sánh tất cả các chốt vải với những shop khác nè. Đây em thấy cái mẫu này người ta bán hoài hoài luôn mấy chị, mà em nói ủa nghe hàng loại một sao ở đâu mà có gì ta, trong khi đó mình chờ đợi mòn mỏi luôn 5-6 tháng rồi nó mới về được cây hàng loại một này, mà nhiều bà chế bán quá trời luôn. Nè mình comment cái này đi, mình chốt thử cái bộ đồ này về nha, thử coi bên shop em hàng vải nó mướt mịn cỡ nào nha. Rồi cao cấp 9 giùm bác hàng, 125.000 đồng. Rồi cao cấp 9 cho mấy chị ơi, em hàng mai nè, tay bồng nha, đẹp lắm, 125.000 đồng giùm em hàng. Cao cấp 9 giùm em hàng, 125.000 đồng. Cao cấp 9 giùm em nha, 125.000 đồng giùm em hàng. Mã này 40 đổ lên 62 kiến trở về giùm em hàng. Cao cấp 9 giùm em ha, 125.000 đồng. Đây cây vải mà em thiếu tới mấy nghìn bộ luôn mấy chị. Trời ơi dữ dội chưa mấy chị, cây vải mà lên like một cái là thiếu mấy nghìn bộ, mấy nghìn bộ luôn. Cao cấp 9 giùm bé hàng, 125.000 đồng giùm em hàng. 40 đổ lên 62 đổ về. Cây vải này là bên shop em hàng like một phát là 15k khách, thiếu 7.000 mấy bộ. Rồi cao cấp 9 giùm em hàng. Đầu bên hàng đẹp khỏi chê rồi. Cảm ơn chị Khang Phúc. Chị mua rất nhiều shop bán đồ bộ á hàng. Rồi chị mua rất shop, rất nhiều shop bán đồ bộ mà chất vải bên hàng là đẹp nhất.
Em cảm ơn chị nha. Rồi cao cấp 9 giùm em mấy chị yêu dấu nha. Rồi cao cấp 9 giùm em mấy chị 125.000 đồng, 40 đổ lên, 62 đổ về. Rồi hôm nay có lên ngọc trai, hôm có lên hot. Mấy chị ơi từ từ em chí xíu nha. Bây giờ ôi cái mã này mê ly hả? Thôi mã này bữa giờ hot rồi hả? Ôi mã này là lẹ nha mấy bà. Bữa giờ nhân viên nó giấu nha mấy bà. Có 15 bộ nha. Rồi cao cấp 10. Đây mấy chị ơi, cao cấp 10 giùm em à. Rồi rồi đó, giờ chị sợ đồ bên em không đẹp, giờ chị mới mua thử hai bộ mà đẹp lắm, em giờ mua tiếp nữa đây em. Em cảm ơn chị Hồng Nhung. Cao cấp 10 nha. Nè 125.000 đồng giùm em ha. 40 đổ lên, 62 đổ về. Bên shop em hàng xin phép không miễn ship nha mấy chị ơi. Không miễn ship nha. Cao cấp 10 125.000 đồng. Tại nhiều chế mấy chị. Biết sao không, mấy bộ đồ này người ta đi shop người ta mua 290, 300, 301, 320. Mà bên shop em hàng bán có 125.000 à. Nhiều chị nói chắc em bán 125.000. Chắc bán hàng loại 2, loại 3. Bán hàng loại 2, loại 3 đó. Cho nên là nhiều chị không có dám mua cái hộp bữa mà tại thấy quá trời. Ủa sao mẫu mã bên shop em hàng giống những cái họa tiết mấy chị mua 200 mấy dữ vậy. Mua thử nha. Rồi về là trời ơi em bán rẻ quá trời luôn. Rồi cao cấp 10 giùm em hàng 125.000 đồng giùm em nha. 40 đổ lên nha. 62 đổ về này ít nha. Cấp 10 giùm em hàng. Đây quá trời đẹp luôn. 125.000 đồng giùm em hàng. 40 đổ lên, 62 đổ về giùm hàng. Cao cấp 10 62 đổ về nha. Cái này 62 đổ về 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Đây mã siêu phẩm thấy không? Mã siêu phẩm, mã siêu phẩm hết luôn rồi. Mã siêu phẩm hết luôn rồi. Ôi, mình nói đến bà ơi, đừng đọc bà ơi, có 10 mấy bộ đó bà. Hết 10. Cam 25.000 thì hết rồi nào cũng hay luôn. Một bát mà hết nó cũng đưa lại lần thứ hai luôn. Nè, bây giờ bảo em lửa mà mình lửa mà mở. Cao cấp 11. Đây đây, cái vải siêu phẩm nữa nè. Vải bên shop hàng đẹp dữ lắm luôn. Mềm mướt, không khô. Nè, cao cấp 11 giùm em hàng. Đây mấy chị ơi, 125.000 đồng. Cao cấp 11. Đây 125.000 đồng. Hình như trái khen phút có rồi chứ yêu ơi. Rồi, cao cấp 11 125.000 đồng. Cao cấp 11 nha. Rồi 125.000 đồng giùm em hàng. Cao cấp 11. Đây nè, siêu phẩm còn có mấy bộ nha. 40 đổ lên, 62 đổ về. Cao cấp 11 là giùm em nha mấy chị. 125.000 đồng. Nay mới thấy em vậy. Bữa giờ em đâu. Dạ bữa giờ em xin phép nghỉ mà em cấp 11 125.000 đồng. Bữa nay em mới lai lại mấy chị. Nay quá trời đồ đẹp mấy chị ơi. Cấp 11 giùm em hà. 125.000. Cao cấp 10 em hết rồi. Giờ em là cao cấp 11 nha. 125.000 đồng nữa hà. Cao cấp 11 cũng còn ít thôi mấy chị ơi. 125.000 đồng giùm em hà. Rồi cảm ơn chị Cherry Nguyễn nha. Rồi cao cấp 11 nè. Cái màu này đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị, màu riêu. Rồi quần có túi hôm em mấy chị ơi. Bên shop em hàng bán hàng là quần có túi hẳn hoi hết. Túi vải chính đàng hoàng như vậy, chứ không phải là túi vải phụ đồ này kia kia nọ vải lót đâu nha. Rồi cấp 11 125.000 đồng. Bên shop hàng đường may kỹ nữa. Mua chị có tiền rồi, cấp 11 giùm em hàng. Rồi lẹ nha, em qua ngọc trai nha. Qua tay dài nữa nè mấy chị. Rồi cảm ơn chị Gia Bảo nha. Cấp 12 nè. 10 ai mua không kịp qua 12 đi. Nè 10 nha, ai mua không kịp mua giùm em hàng 12 nha. Đây xong em qua ngọc trai cho mấy bà mua. Này bán ảnh mấy bà luôn. Rồi cấp 11 giùm em hàng. Rồi 11 rồi đúng không? Rồi hết nha. Bên em là 12 nè. Chị em nào mua 10 mua không kịp mua 12 đi mọi người ơi. Rồi 12 giùm em hàng nha mấy chị. Dạ 40 đổ lên, 62 đổ về. Đây. Rồi em hàng là cao cấp 12. Cao cấp 12 nha.
Dạ 125.000 đồng luôn. Cao cấp 12 dùm bá Hằng. Ôi coi nè, đồ nhà Hằng quá trời mẫu luôn. Quá trời họa tiết lạ lùng thôi mấy chị ơi. Cao cấp 12 nha. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về dùm em Hằng. Cao cấp 12 nha. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Ôi, cao cấp 12 là dùm em mấy chị. 125.000 đồng. Quần bên Hằng không ngắn, áo bên Hằng không ngắn mà mặc đẹp quá trời luôn. Dạ cao cấp 12 dùm em Hằng nè. Cái form bên shop em Hằng may cho mấy chị là xịn sò thiệt sự luôn mấy chị. Nhiều shop may cái áo ngắn ngủn gì nè. Cấp 12, 125.000 đồng. Chị nhận hết hai đơn đồ đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thi Thi nha. Rồi chị nhận hàng rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Hoàng Hiền. Quá trời rồi mấy chị ơi, động lực dữ dội luôn á. Em biết em nghỉ một ngày rồi. Em nghỉ một ngày rồi là mấy chị nhận hàng bên shop em Hằng nhiều dữ lắm luôn. Cao cấp 12 nha, 125.000 đồng. Cấp 12 hot đó, 12 cũng hot nữa luôn á, 125.000 đồng. Cao cấp 12 liệm Hằng nha, 125.000 đồng nè, bán xả tặng hết. Rồi đây nè. Thôi để em lên cái kiểu này đi. Rồi cái em qua ngọc trai nha, em qua thời bự nữa nha mấy chị. Em cảm ơn cháu bún hồng nha. Đây đây đây. Cao cấp 13. Đây nè. Một cái cây siêu đỉnh nè. Lẹ nha mấy chị, hôm nay em bán ngọc trai tay ngắn tay dài cho mấy chị siêu mê ly luôn nha. Rồi. Mang đạm. Cao cấp 13 liền dùm bá Hằng. 125.000 đồng dùm em Hằng. Like này chừng nào chốt đơn em dạ. Chí xíu em chốt đơn liền. Chí xíu em chốt đơn luôn nha, em cho nhân viên đi làm luôn mấy bà. Rồi cao cấp 13. Đây. 125.000 đồng. Rồi tay dài liền. Cao cấp 13, 125.000 đồng. Ôi cái mẫu này xuất sắc. Dạ quần em may mấy chị có túi. Rồi tay dài liền. Ok. Rồi lẫn bên shop em Hằng có đủ loại hết luôn nha. Tái quần nhà Hằng may xuất sắc luôn rồi. Không bị chằn nữa mà. Nè mấy chị, bên shop em Hằng may đái quần cho mấy chị là. Nè nhìn nha. Cái bên trong nè, cái quần em bận bên trong là lưng siêu cao nha mấy chị mà nè. Thôi ôi nè mọi người khỏi sợ, đưa lên top 13 giùm em Hằng. Rồi mình nhận hai đơn rồi đẹp lắm luôn. Rồi mấy chị nhận ba là hai đơn nhiều ha. Tại vì mua liên tục mấy ngày đó top 13. 125.000 đồng. Em nghỉ một ngày cái là mấy chị nhận hết đơn hàng là top 13 giùm em Hằng. 125.000 đồng. Hoa chưa em, hoa chưa. Cáp 13 chứ hơi nhiều. 125.000 đồng. Dạ có chế băng lê xíu em Hằng lên hết nha. Rồi cao cấp 13 dùm em Hằng. 125.000 đồng dùm em Hằng. 40 đổ lên, 62 đổ về dùm em Hằng. Rồi cao cấp 13 dùm em Hằng nha. Rồi đây mấy chị ơi. Đây mấy chị. Mọi người ơi mọi người. Khoan đi mấy chị. 13 chị Hồng. Rồi Hằng cao cấp 14 đi em bán mấy chị cái này cái nè. Đây nè. 130.000 đồng nè. Một cái màu siêu sang nè. Rồi đồ đẹp lắm. Còn quần hôm Hằng chị mới nhận hai lớp quần đẹp. Đợi em chút xíu em giới thiệu quần cho mấy chị mua nha. Rồi cao cấp 14. Cao cấp 14 cho em Hằng. 130.000 đồng. 40 quần Reno đó cũng được, nó Reno đó cũng được. Cao cấp 14 giùm bả Hằng. 130.000 đồng nè. Ôi cổ bề lai nút ngọc trai size từ 40 đến 62 giùm em Hằng. Cao cấp 14 liền bả Hằng nha. Chốt đơn liền mấy chị ơi. 130.000 đồng. Cao cấp 10 quần có nơ cũng được nhỉ. 130.000 quần có nơ còn không? Nơ còn này còn không? Nhưng mà kể nơ đi cấp 14 giùm đó Hằng. 130.000 đồng nha. Chốt đơn mấy chị. Cao cấp 14 giùm em Hằng.
130.000 đồng. Ôi coi cái màu nè mấy chị ơi. 40 đổ lên, 62 đổ về giùm em ha. Cao cấp 14 rồi, để em lên cái tay dài cho mấy bạn mua, tại vì cấp tay dài. Hôm nay có size 65 nữa, ồ cái này còn mua ở đây thì. Để Mỹ vô lên số điện thoại giùm em. Cấp 14 giùm em ha. 120.000, 130.000 đồng. Dạ có gắm một chút xíu em lên gắm liền nha. Cấp 14 nha. 130.000 đồng giùm em ha. Đợi luôn này bữa giờ nè. Ôi đợi em lên từ từ mấy chị ơi, bây giờ quá trời rồi. Chị thì khoái cái này, chị thì khoái cái kia. Một mình em lên không nổi mấy bà ơi. Cấp 14 giùm em ha. 130.000, chị có 14 chưa có nha. Còn anh 14 là có đơn giùm em Hằng ha. Cao cấp 14. Rồi em Hằng là cao cấp 15 nè. Cao cấp 15 chốt luôn 130 nè. Rồi cao cấp 14 giùm em nha. 130.000 đồng. Rồi riêng cái mã này là em nhận 65 luôn nha. Cao cấp 15 mà em bán cho mấy chị 130.000 đồng luôn. 40 đến 65 giùm em hả. Cao cấp 15 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 15. Ở coi nè, 130.000 đồng giùm em. 40kg trở lên nha, 65kg trở về. Cao cấp 15 liền giùm bác Hằng. 130.000 đồng giùm em. 40kg trở lên nha, 65kg trở về giùm em Hằng. Cao cấp 15 hả mấy chế, đẹp quá mấy chế ơi. 130.000 đồng. Ồ cái màu này bữa giờ chưa bán luôn trời. 40 đổ lên, 65 đổ về nha. Ôi chỉ có 15. Mấy chị ơi comment đúng cao cấp 15 nha. 130.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi em lên cái tông này nữa nè. Nè. Trời ơi. Cao cấp 16, tông màu nâu, đẹp lắm luôn mà. Form này 62 nha. Rồi cấp 15 hay chồng đọc cũng được nha. Chồng ngựa ngựa, chồng coi điện thoại lại rồi chồng thính xẹ, chồng không đọc. Cao cấp 16 lấy giờ làm gì? Huống. Cao cấp 16 thì nhầm bác Hàng. Yeah. 130.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Cao cấp 16. 130.000 đồng. Hồi ơi 16 chốt đơn lẹ. 40 đổ lên, 62 đổ về. Rồi em qua tay dài nha. Mấy bữa nay thời tiết cũng hơi bị lạnh rồi đó mấy chị. Thời tiết lạnh rồi, chuẩn bị mình lên tay dài nha mọi người. Cấp 16 là em Hằng. 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65kg trở về. Ôi 62, 62. 16 là 62 nha. Còn mango màu không chị? Em nhận đồ rồi, đẹp lắm. Rồi cao cấp 16 là nhìn bé Hằng nha. 130.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về giùm em Hằng. Dạ mấy chị ơi, em bán là mango đuổi loại 1 hết mấy chị. Mango đuổi loại 1 hết giùm em Hằng. Không nhèo, không nhăn, không rút vải, không xù lông, không phai màu. Cấp 16 giùm em Hằng. Bên shop em Hằng thì không miễn ship nha. Rồi chị Liên Đinh Thị lấy 2 hộp đúng không? Hôm nay là bán tặng luôn, lẹ đi. Cao cấp 16 giùm em Hằng. 130.000 đồng. 40 đổ lên nha, 62 đổ về giùm em ha. Rồi thả tim thả like nha. Bắt đầu qua tay dài nha. Tay dài là rút gài bán quá rẻ luôn á mấy chị, cho nên là nó không có nhiều nha mọi người. À, còn cái cao cấp 17 cái nữa đi. À 17 size 65 nữa nè. Rồi cao cấp 17 nè. Đây nè. Đây đây đây. 130. Ủa tay dài luôn hả? Cấp 17 là tay dài hả? Tay ngắn mà sao lộn vô một tay dài vậy? À, ơi à. Cao cấp 17 tay ngắn. 130.000 đồng cho mấy chị mua luôn. Mà mã này nhận 65 luôn nha. Đẹp lắm luôn nè. Cao cấp
17 là nhầm bá hàng. Xong em qua tay dài nha mấy chị. Ngọc trai tay ngắn thì hết đi, hiện tại là vậy đi. Cao cấp 17 là nhầm bá hàng nè, 130.000 đồng. Bên đây 40-65 dùm em hàng. Rồi cao cấp 17 nha, 130.000 đồng dùm em hàng. 40-65 dùm em hàng. Cao cấp 17, 130.000 đồng dùm em. 40-65 liền dùm em hàng nha. Cao cấp 17 liền dùm em mấy chị, 130.000 đồng. 40-65 liền dùm em hàng. Cao cấp 17 nha, 130.000 đồng dùm em. 40-65 liền dùm em hàng ha. Cao cấp 17 dùm em hàng. Ôi nó quá đẹp luôn mấy chị ơi, 130.000 đồng. 40-65. Ủa cái này còn cái tay ngắn nữa vậy, em thấy trời. Còn khoan cái tay ngắn nữa, tại tay dài hôm nay hơi bị hiếm á mấy chị. Tay dài hôm nay hơi bị hiếm cho nên là cho em lên hai mã tay ngắn nữa là em hết luôn. Em qua tay dài luôn nha. Rồi cao cấp 18 nè. Rồi 125.000. Ôi bộ này siêu đỉnh luôn. Rồi cao cấp 17 là 130 nha. 40-65 nha. Mango đuổi loại 1, không nhèo, không nhăn, không rút vải, không xù lông, không phai màu. Rồi cao cấp 18 thì nhìn bá Hằng. Đây đây, 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Ồ nãy giờ thế nào đang chờ đợi một cái tay lỡ siêu phẩm thì chốt đơn cao cấp 18 nha, 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Cao cấp 18, 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về dùm em hàng. Rồi cao cấp 18 quá đẹp luôn rồi, 125.000 đồng nha. Cao cấp 18 thì dùm bá hàng, 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về em hàng. Ồ 18 đẹp quá bà. Dạ cái đẹp lắm mấy chị. Em hàng để, em hàng để, em hàng bận, xuất sắc luôn. Cao cấp 18 liền bá hàng, 125.000 đồng dùm em. 40 đổ lên, 62 đổ về dùm em hàng. Cao cấp 18. Dạ đương nhiên là bên hàng bán là mango đuổi lại một hết toàn bộ nha. Nè cái mẫu này là sen ren như vậy nè, tay bồng đẹp dữ lắm luôn. Toàn bộ là quần túi mai vải chính đàng hoàng hết cho mấy chị mua luôn nha. Xịn sò nha mấy chị, có 18 liền hàng, 125.000 đồng dùm em hàng. Cao cấp 18 nha, 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về dùm hàng. Cao cấp 18 này dùm em ha, 125.000 đồng dùm em. 40 đổ lên liền hàng, 62 đổ về. Rồi lên em cái cao cấp 19. À cái này còn size 70 không ta? Hả? Hả? Còn hả? Còn mấy lọ rồi. Cao cấp 19, 40-70 cả còn mấy bộ luôn không? 125 luôn đi. Đây đi. Cái này còn có mấy bộ cho nên em chốt mấy chị 125 luôn nha. 40-70 nè. Rồi. Cao cấp 19 còn mấy bộ size 70 thôi nha, riêng có một mã duy nhất này thôi nha. Cao cấp 19 125.000 đồng luôn. 40-70 nha, 70 em nhận mấy chị luôn nha mấy chị. Cao cấp 19 125.000 đồng. 40-70 liền giùm em hàng. 70 em nhận ít nha mấy chị ơi. Cao cấp 19 thì mấy em hàng. Cao cấp 19 nha, 125.000 đồng. 40-70 liền hàng. Rồi ok, đợi em lên lẫn cho mấy chị. Từ từ mấy chị ơi, mới có 19 mã à. Ôi ơi, cấp 19 giùm em hàng, 125.000 đồng.
40 đến 70 giùm em luôn nha. Rồi top 19 này mấy chị sẽ lấy ở 70, 65, 68 chị comment vô luôn nha. Top 19 125 hết rồi hả? Top 19 giùm em hàng. Hết rồi hả? Ồ vậy là hết rồi mấy chị ơi. Thôi mấy chị ngồi 62 thôi mấy chị ơi. 19 125, 40 đến 62 thôi nha. 62 62, không nhận 70 mấy chị. Rồi hết size 70 rồi. Trời ơi chồng em à, 40 đến 62 giùm em nha. 62 nha. Em thông cảm những chị 70, cho em xin lỗi. Cho em xin lỗi nha. Những chị 70 bữa trước là em có, em có size 70 mà hôm nay em hết rồi, em không có miễn ship nha chị ơi nha. Bên hàng không có miễn ship nha, cho đừng có nói là hai bộ miễn ship nha. Bên shop em hàng không miễn ship nha mấy chị ơi, không miễn ship nha mấy chị. Nghe kỹ giùm em hàng, bao nhiêu bộ cũng không miễn ship giùm em hàng. Cao cấp 20 nè, 130 nè, tay dài là còn có mấy bộ à. À, tại vì hôm nay hôm qua em nghỉ, hôm nay em chưa có thống kê lại hàng cho nên là thông cảm giùm em cái nha mọi người. Thông cảm giùm em ha. Đợi cho nhân viên em nó vô nó thống kê hàng cái đi. Rồi cao cấp 20. Cao cấp 20 là giùm bé hàng. Cao cấp 20 nha. 130.000 đồng. Rồi 40 kg trở lên nha mấy chị. Cao cấp 20 giùm bé hàng nha. 130.000 đồng nè. Tay dài 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 20 giùm em ha. 130.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Chị Nguyễn Nở, một chí xíu đi, bên em gọi chốt đơn cho. Em đang chịu tập nhân viên em nó lên đi làm. Em đang chịu tập đó là vô đi làm. Tại vì hôm nay là em nói cho nghỉ mà em like đột xuất á, em like đột xuất. Cấp 20 giùm bé hàng. Ủa tay dài lắm đâu. Đây cấp 20 giùm em hàng nha. 130.000 đồng giùm em hàng. 40 đổ lên, 65 đổ về luôn. Tay dài em nhận size 65 cho mấy chị luôn nha. Cao cấp 20, 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Mùa lạnh rồi, ai đang đợi tay dài thì hôm nay vô chốt đơn luôn. Rồi cấp 20 là bên shop em hàng nhận đơn size 65 luôn nha. 40 đổ lên, 65 đổ về. Quần có túi đều hết luôn. Cái này là cổ sang tay dài ren như vậy nè. Mango đuổi loại 1 hết mấy chị. Hàng cứ mang tên mắt. 18 là cái mã nào có chữ hết. Cấp 20 giùm em hàng là 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Chị nào đang chờ đợi nha, chờ đợi tay dài tranh thủ liền giùm em hàng. Mấy chế ơi, mua hàng kèm hàng số điện thoại với mấy chế. Cao cấp 21, 130.000 đồng nè. Đây nè, 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 21 quá đẹp nè. 130. Ôi cái áo mà bận vô dễ thương quá à. Đúng lạ hả. Chào anh, em là con gái miền Tây nè mọi người ơi. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Vô nha. Cấp 21 liền bá hàng nè. 130.000 đồng. Ôi cái mẫu tay dài xuất sắc. Cao cấp 21. Lẹ đi mấy trái, em chuẩn bị còn cái mã tay này đẹp lắm mọi người mong thấy. Cấp 21 nha. 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cấp 21. Tay dài đẹp mê ly luôn ha. 130.000 đồng nha. Ôi, 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em hàng. Cao cấp 21 màu da siêu sang luôn mấy chế ơi. 130.000 đồng giùm em hàng. 40 đổ lên, 65 ký trở về. Cao cấp 21 giùm em hàng nha. Triều Dương gặp báo quá trời. Cấp 21 giùm em hàng nha. Triều Dương này thấy 5 khách hàng luôn nè. 5 khách hàng trùng khớp. Chị Triều Dương này là vào chuyển khoản cọc đi chị ơi. Rồi Triều Dương, Triều Dương, Triều Dương, Thanh Tân nè.
có một cái Trèo Dương bơm hàng đó, Phú Trung thị trấn luôn, Phú Lâm huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận nữa nè. Chị Trèo Dương này vào chuyển khoản em đi góp 21 giùm em hàng 130.000 đồng. Còn quần áo thôi cho màu nha mấy bà. Rồi góp 21 nha. Rồi cao góp 22. Còn áo rồi cho nhanh nha. Đây cao góp 22 nè, 130.000 đồng luôn nè. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi cao cấp 22 nè. Đây 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 đây. Đẹp quá à. Cao cấp 22 liền giùm em ha. 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 22 liền giùm em nha. Cóp 22 liền giùm em mấy chị ơi. 130.000 đồng. Dạ em Hằng là em Hằng ship hàng toàn quốc, toàn nước Việt Nam mình luôn. Ở đâu em Hằng cũng ship hết trơn á. Mình ở Hà Nội ở đâu em cũng ship có 30.000 đồng à. Ở đâu phí ship cũng 30.000 đồng thôi mấy chị ơi. Cho nên là mình mua đại đi, mua 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ gì cũng ship 30.000 đồng á. Cóp 22 nè, 130.000 đồng giùm em Hằng. Được cho 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 22, 130.000 đồng giùm em Hằng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi tay ngắn like tiếp cho mua. Thấy chưa, chưa có, mới qua tay dài một chút xíu thôi à. Mới qua tay dài có một mã thôi á, hai mã gì đó là hỏi có tay ngắn rồi. Trong khi đó nãy giờ like tay ngắn quá trời luôn. Cấp 22 nha, 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi chốt với chị cao cấp 23 nữa nè. Rồi có tay dài kiểu này nữa nè, quá là đẹp luôn nè. 40 đổ lên, 65 đổ về nè. Trời ơi cái sọc nâu này đẹp. Cao cấp 23, 22 cho chị Phương Sa, 130.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi cao cấp 23 mấy chế ơi, 130.000 đồng. Thôi bận bộ đồ này vô siêu tay luôn nè. 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em Hằng. Cao cấp 23 nha, 125.000 đồng giùm em. 40kg trở lên, 65kg trở về. Rồi cao cấp 23 quá đẹp, quá đẹp mấy chế ơi. Có cần mà một bộ đồ bằng ở nhà mà nó xịn sò vậy không? Nè em nói cái này xưởng em Hằng mai, cái này xưởng em Hằng trực tiếp mai luôn, không đưa qua xưởng khác, cho nên là xưởng em Hằng mai đường kim 5 chỉ rất là đẹp luôn mấy chị ơi nè. Đẹp mê ly luôn nha. Cấp 22 em may chặn đái nha mấy chị. Cao cấp 22 giùm em Hằng. Đường mai 5 kim rất là sang chảnh giùm em Hằng. Đường mai năm kim chằng đái túi rất là sâu. Rồi cao cấp 22 chế. Ủa này 23 hả? À cái này em đang bận là 23. Ồ bà Jenny Nguyễn nè. Cao cấp 23 là bộ em đang bận. 130.000 đồng giùm em Hằng thôi. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cái này em may xuất nữa, cho nên là từ chất vải nha. Rồi từ đường kim mũi chỉ nha. Rồi từ cái phom đồ ha mấy chị. Nè từ cái lưng quần nha. Rất là xịn sò cho mấy chị luôn. Rồi cao cấp 23 liền giùm bác Hằng. Rồi coi nè. Ê mấy chị ơi, 130.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em ha. Rồi cao cấp 23 liền giùm em Hằng. 130.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em Hằng. Cao cấp 23 giùm em mấy chị ơi. 130.000 đồng giùm em. 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em Hằng. Rồi cao cấp 23 liền giùm em ha mấy chị. 130.000 đồng giùm em. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi cao cấp 24. Đây
lên đơn liệm hàng. Rồi cao cấp 24 nha. Ở cái màu này. Màu này bữa giờ nó nằm ở đâu rồi trời. Cao cấp 13, 21, 22 cho chị nhỏ lam. Cao cấp 24. Cao cấp 23 cho chị mùa dương. Cái này nó đẹp quá giờ. Cao cấp 24 liệm hàng nè. Cao cấp 23 cho chị Ngọc Linh Trang. Chốt mấy chế 125.000 đồng. Cao cấp 24 liền bá hàng. 125.000 đồng giùm em. 40 đổ lên, 62 đổ về liền giùm hàng nha. Rồi. Cao cấp 24 liền giùm em hàng hả mấy chị. Rồi trời ơi, cái mã này hồi nãy giờ mà chốt đơn là mê ly rồi. Thấy đâu? Cao cấp 24. Chốt tặng mấy chế 125.000 đồng luôn. 40 đổ lên, 62 đổ về giùm em. Cao cấp 24 nha. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về giùm em hàng. Rồi cao cấp 24 giùm em mấy chị ơi. Chốt đơn mấy chế ơi, 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Dạ. Từ từ sẽ lên hết luôn nè. Cao cấp 24 nha, mã này là 24 giùm đó hàng. 24 thì chị Kim Lan. Ai biết có 24, 125.000 đồng. Cao cấp 24 thì chị Lan. Cao cấp 24 giùm em Hằng nha. 125.000 đồng. Cao cấp 24 thì 40 đổ lên, 62 đổ về. Cấp 24 giùm em Hằng. 125.000 đồng giùm em. 40 đổ lên, 62 đổ về. Gì nữa? Mình sang những cái đi Sài Gòn, chúng ta có cho mua mấy bạch. Mua mấy bạch, gửi đây. Em tình nguyện bạch hả? Bút lần rồi. Hả? Ở đây cho ai được ăn mấy đất họ em hỏi luôn không biết. Mày hết luôn hả anh? Cái bên em kiểm tra còn em chốt cho chị Lê Nguyễn chị. Chị Lê Nguyễn ơi, đợi em chút xíu nha chị. Phải còn kem em mới chốt đơn nha, tại nãy em nhận đơn hết rồi. Em không dám nhận nữa, sợ hết đó chị. Cao cấp 25. Nè. Chốt đơn bộ đồ này nha mấy chế yêu của em Hằng, cái này là hết nha. 125.000 đồng. Nhanh đi em lên kiểu này cho mấy chị chốt đơn em tặng mấy chị nè, cấp 25. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Cao cấp 25. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Cao cấp 25. 125.000 đồng. Rồi. 40 đổ lên, 62 đổ về. Dạ gấm. Em lên liền. Chị Trọng Phú này có đơn nhiều chưa, cọc coi cọc chưa. Cao cấp 25 liệm hàng. 125.000 đồng. Vậy. Cao cấp 25. 125.000 đồng. 40 đổ lên. Chưa mà hai vợ mẹ. Cấp 25. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Cao cấp 25 ai dạ trước à? Ai dạ trước? Cao cấp 25 hả? Đồng nào? Không mà là ý là em nói ai dạ trước. Cao cấp 25 cho chị phụ sao? 100 ai lên trước? Tâm Thanh gì hết luôn hả? Cao cấp 25. Không, 2 giờ luôn à. 125.000 đồng. Cao cấp 25. Đẹp đó. 125.000 đồng. Cao cấp 25 nha. Cái màu này đẹp dữ lắm luôn mấy chị, cái màu riu này nè. Cây vải hot trend của rất là nhiều shop luôn á bà, cấp 25 nha. Rồi, lẹ nè. Cái gì? Đi đâu vậy? Cao cấp 26. Đây em chốt đơn cái này 125.000, cái này nó là hot nha. Rồi em qua tay dài tiếp nha mấy chị.
à quên, để em lên cái lô này khoan đi, rồi gắm nữa nè. Cao cấp 26 liền giùm bá Hằng. Đây nè, 125.000 đồng, đẹp tuyệt vời luôn nè. Cao cấp 26, 125.000 đồng. Cao cấp 26 thì nhìn má Hằng 125.000 đồng. Cao cấp 26 chưa từng được đi chơi cút 125.000 đồng. Cao cấp 26 liền giùm ba. Lẹ nha. Cái này chốt mấy chị 125.000 đồng là quá tặng luôn á. Cấp 26 giùm em hả? 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Cao cấp 26 liền giùm em nha. Rồi cái mã này nó xuất sắc luôn mấy chị. Nền đen 125.000 đồng. Họ tiết này. Đai ô siêu sang cho cấp 26 liền bá Hằng 125.000 đồng. Cao cấp 26 nha, 125.000 đồng giùm em ha. Cao cấp 26 liền giùm em ha, 125.000 đồng. Rồi tay dài tiếp Hằng ơi. Ok tay dài đẹp mê ly nè. Cấp 26 nha, 125.000 đồng. Rồi lâm em nè, cao cấp 27 nè. Cái này còn có 10 bộ nha, tranh thủ chốt đơn nha. Cái này em nói biết bao nhiêu khách em Hằng nhận về, nó là em bán bộ đồ này 129.000 đồng. Không tin nổi luôn. Tưởng nhận bộ đồ về tưởng là 300 mấy không. Cái này em bán tặng mấy chị nhá hàng kiểu mới nha. Cao cấp 27 129.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cái này là xổn em Hằng Mai. Sổn em Hằng Mai cho nên là rất là đỉnh luôn. Cao cấp 27 là nhìn bá Hằng. Mã này 129.000 đồng. Và 40 đến 65 luôn. Trời ơi, coi nè, cái phong đồ nè trời. Cao cấp 27 là nhìn em Hằng. 129.000 đồng nhìn em. 40 đến 65, có 27 nhìn em nha. 129.000 đồng. Bộ này chị mới nhận nè Hằng, đẹp lắm luôn. Bộ đó em mới nhận hồi nãy luôn đó chị Hằng. Cảm ơn bà có 27 giùm em Hằng. 129.000 đồng nha. Bộ này rất là xuất sắc luôn nha mấy chị. Nhìn em Hằng may cái tay nè. Tay là tay bồng giùm em nha. Ren nha mấy chị. Rồi à, chị Quỳnh Như này không chịu cọc nè. Có ai mua hàng mà mua kẹt cọc không? Chị Quỳnh Như ơi, mình mua hàng không chịu cọc là bên shop em Hằng không bán chị Quỳnh Như nha. Ốp 27 giùm em Hằng. 129.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về em Hằng. Ốp 27 giùm em Hằng nha. 129.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Yến vô trước. Yến tiếng hả? Ủa, cho gấp 27 giùm em Hằng. 129.000 đồng giùm em Hằng. 40 kg trở lên, 65 kg trở về giùm Hằng. Cao cấp 27 giùm em ha. 129.000 đồng. Rồi, cao cấp 28 đây nè. Bà chốt bộ đồ này đã xứng đáng đồng tiền bát gạo nè. Rồi, cảm ơn Chế Kim Lam nha. Cảm ơn Chế Kim Lam nhiều nha. Cao cấp 28 nè. Chốt đơn liền. Bộ này em xí tới 2 bộ. Em bận luôn mấy chị, 2 bộ màu vàng luôn. Ờ ơi coi nè em Hằng Mai, nó đẹp cực kỳ luôn. Cao cấp 28 129.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 28 giùm em Hằng. 129.000 đồng. 40 đổ lên nha, 65 kg trở về. Đúng rồi chị ơi, chị chuyển khoản đi, chị Hồ Phi vào chuyển khoản đi. Chị mua hàng xong rồi nói là không có đặt đó chị. Cao cấp 28. Đẹp mê hồn trận luôn mấy chế ơi. Coi nè. Một bộ đồ lịch sự nha. Chị chuyển khoản đi, mình vô đặt hàng chị Hồ Phi ơi. Tại vì mình có một đơn trước, bên em gọi chốt đơn là mình nói mình không có đặt. Cấp 28 giùm em hàng. 129.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 28.
129.000 đồng giùm em. Trời em nào nãy giờ hoa nào họa tiết không thích nào mấy trời. Ờ rồi trái mới nhận hàng ai cũng khen đẹp, chị chỉ shop cho họ mua đá hàng. Em cảm ơn chị Kim Lam nha. Nào mấy chị nào hoa không thích nha. Rồi họa tiết mình cũng không thích, mình thích trơn thì em nói đây là dòng vải cao cấp nhất mà em bán mấy chị 129.000 đồng là siêu rẻ luôn. Cao cấp 28 giùm em Hằng. 129.000 đồng nha. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cảm ơn bồ cấp 28 giùm em ha. Cấp 29 liền giùm em Hằng luôn. Đây đây đây. Em mẫu ren phải không? Rồi cấp 28 giùm bé Hằng. 129.000 đồng nha. Rồi nhắn số tài khoản cho chị Hồ Phi đó chuyển đi. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi cao cấp 29. Mọi người ơi cao cấp 29 này nhà bán hàng. Đây. Trời ơi 129.000 đồng nè. Thiệt sầu luôn, bán bộ bán giá này là gọi là bán tặng mấy chế. Bán tặng mấy chế thôi, bán gọi là bán giá hàng thôi. Cao cấp 29. 129.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về. Cao cấp 29 này giùm em ha. Cao cấp 29 nha. 129.000 đồng. Trời ơi coi nè mấy chế ơi, 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em Hằng. Rồi cao cấp 29 nha. Chốt đơn liền bá Hằng. 129.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về, cao cấp 29. Lên đơn lại giùm bá Hằng. Cao cấp 29 nha. 129.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em. Rồi cao cấp 29 về giùm em ha. Rồi cái bộ này là mê ly luôn mấy chị. Màu xanh bơ này đẹp cực kỳ luôn. 40kg trở lên, 65kg trở về nha. Cái tay nè. Rồi cao cấp 29 về giùm Hằng. 129.000 đồng. Cao 29. 129.000 đồng. 6 giờ rồi chứ. Cấp 29. 129.000 đồng giùm em Hằng. 40 đổ lên, 65 đổ về, cao cấp 29 giùm em Hằng. 129.000 đồng. Rồi cao cấp 29 liền giùm em. 129.000 đồng giùm em. 40 đổ lên, 65 kg trở về giùm em Hằng. Rồi đây. Cái màu này là chúng gu nha. Phải chốt đơn nha. Cao cấp 30 nè. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi coi nè. 129.000 đồng. Ôi mê ly mê ly. Cao cấp 30. 129.000 đồng. 40 đổ lên, 65kg trở về. Cao cấp 30 liền giùm em Hằng. 129.000 đồng nha. 40kg trở lên. Đi đâu rồi? 65. Em vô kìa, cái mình luôn rồi. Cao cấp 30. Đi. 129.000 đồng. Rồi dẫn đi đâu mất tiền. Cao cấp 30. Cao cấp 30. Cao cấp 30 liền giùm bá Hằng. 129.000 đồng. 40kg trở lên, 65kg trở về, cao cấp 30. Đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Thôi nè. Nó sang gì đâu luôn mấy chị, cấp 30 nha. 129.000 đồng. 40 đổ lên, 65kg trở về, cấp 30 giùm em ha. 129.000 đồng giùm em Hằng. 40kg trở lên, 65kg trở về giùm em Hằng. Cấp 30 nha. Thôi coi nè. Đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. 129.000 đồng. Cao cấp 30 liền giùm em ha.
cái màu này nữa có 30, có ngọc trai tay giờ không có hết luôn mấy chị ơi, cái nào cũng có á. Có 30, anh coi hàng 5 đi. Có 30 nha. Rồi đây một cái màu này hơi bị lạ nha. Có 31. Đây 100 giá dạ, Chế Nguyệt Nguyệt. Vô chốt đơn Chế Nguyệt Nguyệt ơi, size 65 nữa. Chế Nguyệt Nguyệt sắp về chưa? Có 30. Cao cấp 31 đây nè. 129.000 đồng nữa nè. 40 đổ lon 65kg trở về. Cao cấp 31 liền dùm em hả. 129.000 đồng. Ôi coi nè. Cái màu này quá đẹp luôn mấy chó ơi. Cao cấp 31 liền bà. Dạ cấp 31 129.000 đồng. 40 đổ lên 65 đổ về. Cao cấp 31 nha. Ôi coi nè. 129.000 đồng. 40 đổ lên 65 đổ về giùm em. Rồi cao cấp 31 nha mấy chế ơi. 129.000 đồng. 40 đổ lên 65kg trở về. Cao cấp 31 giùm em ha. 129.000 đồng. 31 giùm em hành. 129.000 đồng nha. 40 đổ lên 65 đổ về. Cao cấp 31 liền giùm em hả mấy chế. 129.000 đồng. Màu xanh này đẹp lắm luôn. Màu xanh mà. Xanh kiểu như là xanh gì ta, xanh ngọc. Phải xanh ngọc. Đẹp lắm mấy chị. Xanh này hơi bị lạ, xuất sắc luôn. Cấp 31 giùm em hả. 129.000 đồng. Rồi cao cấp 32. Rồi cao cấp 32 nè. Cái này 40 đến 62 nha. Trời cái mẫu này mê ly luôn mấy chị. Chốt luôn 125.000. Rồi có 32 nè. 125.000 đồng. Rồi cao cấp 32 nha. Rồi cao cấp 32 liền giùm em. Chốt đơn mấy chị 125.000 đồng. Ủa cái đó tay dài hả? Đẹp chưa? Có 32 này ít nha. Em chốt mấy chị 125.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về. Cao cấp 32 125.000 đồng giùm em hả. Ồ cái này đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 40 đổ lên 62 đổ về nha. Cấp 32 thì có mấy bộ à. Đây còn nhiêu đây luôn á. Đẹp lắm. Cái vải này mê ly luôn. Cấp 32 nha. 125.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về giùm hàng. Cao cấp 32 125.000 đồng. Có 32 6 bộ gì. Rồi cao cấp 33. Còn cái này 130 nha. Cao cấp 33. Rồi chị Hằng nhớ để chị 10 bộ đẹp. Dạ ok chứ Nguyệt Nguyệt. Cao cấp 33 nha. Nè cấp 33 giùm em Hằng. Này chốt mấy chị 130 luôn. 40 đến 62. Cao cấp 33. Nè 130.000 đồng. Ôi mấy chị ơi. 40 đến 62 giùm em Hằng. Cao cấp 33 120.000 đồng. 40 đến 62 nha. Cao cấp 33 lên đơn giùm em Hằng. 120.000 đồng. 40 đến 62 liền giùm em ha. Cao cấp 33 liền giùm em mấy chế ơi. 130.000 đồng nha. Mã này là cổ bề lai ngọc trai. 130.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về. Cao cấp 33. Cao cấp 33 nha. 130.000 đồng. Cao cấp 33. Dạ 32 em hết rồi nha. 32 đừng chốt đơn nữa mấy chị ơi. 32 em hết rồi. Rồi 33 giùm bá Hằng. 130.000 đồng. Cấp 33 nha. 130.000 đồng giùm em ha. Cao cấp 33 giùm em ha.
cao cấp 34 130.000 đồng nữa nè. Chị mua đồ của em qua Úc ai cũng thích. Dạ em cảm ơn chế nha, cảm ơn chế Nguyệt Nguyệt. Rồi 40-65 nè, cao cấp 34 tay dài. Trời ơi 130.000 đồng, 40-65 liệm hàng. Rồi hello, bà hỏi làm chi lâu mới gặp bà dạ. À 34 130.000 đồng. Giờ bắt đầu mấy chế vô shop em hàng sắm đồ tết cho mấy chế ơi. Đồ tết giờ quá trời luôn mấy chế. Áo khoác nè, có set kiểu nè, cấp 34. Rồi bộ mặt nhà siêu đỉnh nè, quá trời luôn á, cấp 34 giùm bé hàng. Phát len nữa 130.000 đồng, kiểu giống cổ bi, kiểu 33 còn hàng. Rồi từ từ em lên chị cấp 34 nha. 130.000 đồng. Tay dài 40 đổ lên 65 đổ về cấp 34. Rồi cao cấp 34 tìm em nha. 130.000 đồng. 40 đổ lên 65 đổ về giùm em ha. Rồi cao cấp 34 nha mấy chị ơi. Rồi mã này mê ly luôn á. 130.000 đồng giùm em ha. 40 đổ lên 65 đổ về cao cấp 34 giùm em hàng. Cao cấp 34 nha. 130.000 đồng, 40 đổ lên 65 ký trở về giùm em hàng. Rồi cao cấp 34 liền em ha. 130.000 đồng, 40 đổ lên 65 đổ về giùm hàng. Rồi cao cấp 34 nha. 130.000 đồng giùm em. 40 đổ lên 65 đổ về giùm em hàng. Rồi cao cấp 34 tay dài nha. 130.000 đồng. Cao cấp 35. Ồ cái này chốt đơn mấy chế. Ôi cái này còn có 10 bộ luôn nữa nè. Cái màu này đẹp lắm luôn nè. Cao cấp 35 nha, cao cấp 35. Rồi cái này chốt cho mấy chế 129.000 đồng, 40 đổ lên. Rồi đồ bên hàng bộ nào cũng đẹp, mới mua 4 bộ mặc đẹp lắm, ai cũng khen. Cảm ơn chế Nguyễn Thị Vinh. Cao cấp 35 nha, chốt đơn 129.000 đồng. Cái này còn có 6-7 bộ thôi nha. 40 đổ lên 65 đổ về. Cấp 35 129.000 đồng, 40 đổ lên 65 đổ về. Mấy chế chốt đơn lại cao cấp 35 liền giùm bán hàng. 129.000 đồng giùm em. 40 đổ lên 65 đổ về cấp 35 nha. 129.000 đồng giùm em. 40 đổ lên 65 đổ về. Rồi cao cấp 35 liền giùm em ha. 129.000 đồng giùm em. 40 đổ lên 65 đổ về giùm em ha. Rồi cao cấp 35 nha. 129.000 đồng giùm em ha. 40 đổ lên 65 đổ về. Rồi cao cấp 36. 33. Rồi cấp 36 giùm em ha. Yeah, dễ thương lắm nè. 130.000 đồng, 40 đổ lên 62 đổ về. Yeah. Có chế cherry mực nha. Cao cấp 36 liền bá hàng. Đây. 130.000 đồng. Mấy là 40 đổ lên 62 đổ về nha. Cao cấp 36. 130.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về giùm em hàng. Rồi. Lên giùm em là cao cấp 36 nha. 130.000 đồng giùm em. 40 đổ lên 62 đổ về. Ở có 36 dễ thương quá mấy chị. Thấy thương lắm nha mọi người. 130.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về cấp 36. Rồi cái này em bán tặng chị mà. Để đây còn ít nha. Hàng còn ít nha mấy chị. Hàng còn ít.
Rồi cái này là ai mua về bán là bao lời mấy lô này luôn? S36 này là 130.000 đồng, 40 đổ lên, 62 đổ về. Cao cấp 37. Cao cấp 37 là giùm em Hằng. Rồi cái này chốt cho mấy chị 120 luôn. 40 đổ lên, 65 đổ về. Ôi cái bộ đồ này biết bao nhiêu khách đòi em Hằng là ở họ hồi đợt em hết đó, nói là bây giờ chị mua 200.000 chị cũng mua nữa. Mà em tìm ra cho chị có bộ đó chị thích nhất luôn. Và còn đâu giờ mới lòi ra nè, cấp 37 120 luôn nha. Đây em sale cho mấy chị luôn. Đây là bán tặng nha. 40 đổ lên, 65 đổ về, cây vải tuyệt đẹp luôn. Siêu siêu mịn luôn mấy chị, nó mướt, nó đã lắm luôn mọi người. Cấp 37 là 120. Cổ nhọn, ren à. Nhìn cái phần ren nè. Rồi tai bồng. Rồi nhìn cái cổ nè. Cáp 37 giùm em Hằng. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cáp 37 giùm em Hằng. 120 nha. 40 đổ lên, 65 đổ về em Hằng. Cáp 37 giùm em Hằng. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về, thả tim thả like giùm em Hằng nha. Rồi có 38 nè. Đây. Siêu sang luôn, 120 luôn. Này có 5 bộ nha, có 38 liền em Hằng. 120.000 đồng. Thôi. 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em Hằng. Cao cấp 38 nha. 120.000 đồng. Đây mấy chế. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cái này còn có 5 bộ à. Cái này mai mỗi người 400 bộ. Mấy chị ở 38 rồi mấy Hằng. 37 em hết rồi, đừng còn manh nữa chị ơi. 37 em hết hàng rồi. Cao cấp 38 rồi mấy Hằng. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. 38 ít nha. 37 em hết rồi. 38 rồi mấy Hằng. 125, 120 luôn. 40 đổ lên, 65 đổ về nè. 37 ai mua không kịp qua 39 đi. 38 chị có chưa có rồi chị nè, làm em Hằng có 39 nè. 120.000 đồng. Rồi 40 đổ lên, 65 đổ về, cấp 39 tiền mã Hằng. Cao cấp 39 nha. 120.000 đồng dùm em Hằng. 40 đổ lên, 65 đổ về dùm em Hằng. Cao cấp 39 dùm em nha mấy chế. Cấp 39 dùm Hằng. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cấp 39. 120.000 đồng. Lẹ đi gắn quá trời nè. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cấp 39 dùm em Hằng. 120.000 đồng. Cấp 39 nha. 120.000 đồng dùm em Hằng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Em cao cấp 40. Đây. Cổ bác sĩ của bà Vui Nguyễn nè. Pyjama, bà nói cổ bác sĩ nè. Pyjama đẹp dữ lắm. Cấp 40 chốt luôn 120 nha. Con này 40 đến 62 nha. Cấp 40 là dùm em Hằng. 120.000 đồng. Có mấy bộ thôi. 40 đến 62. Cao cấp 40 liền nhìn bá Hằng nha. 120.000 đồng. 40 đến 62 liền Hằng. Cao cấp 40 nha. 120.000 đồng dùm em Hằng. 40 đến 62 dùm em ha. Cao cấp 40 liền dùm em đi chế. 120.000 đồng dùm em Hằng. Quá đẹp luôn. 40 đến 62 nha. Cấp 40 là bá Hằng. 120.000 đồng. Cao cấp 40 này em Hằng. 120.000 đồng. 40 đến 62 giùm em Hằng ha. Cao cấp 40 là em Hằng nha. 120.000 đồng giùm em. 40 đến 62 cấp 40 là giùm em. 120.000 đồng. Rồi cao cấp 41 nè. 130 nha. 40 đến 6. 40 đến 65 giùm em Hằng. Cao cấp 41.
Ôi 130 cháu ơi. Cao cấp 41 liền bá Hằng 130.000 đồng. 40 đến 65 liền Hằng. Cao cấp 41 nha. 130.000 đồng. 40 đến 65 liền Hằng. Rồi, cao cấp 41 về giùm em ha. 130.000 đồng. Cao cấp 41 là giùm em nha. 130.000 đồng giùm em ha. 40 đến 65 tay cánh tiên này bán 130 là bán siêu tặng luôn nha. Cấp 41 giùm bà ha. 130.000 đồng giùm em. 41 130.000 đồng. 40 đến 65 cấp 41 giùm em ha. 130.000 đồng giùm em. 40 đến 65 giùm em ha. Cấp 41 nha. 130.000 đồng. 40 đến 65 giùm em. Cao cấp 41 nha. 130.000 đồng giùm em ha. Rồi 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em ha. Cao cấp 41 giùm em. Rồi gì vậy trời. Đó. Cái này đẹp đi thôi. Cao cấp 42. Đó mới vào luôn 125 nè. 40 đổ lên, 65 đổ về. Có mấy bộ thôi nha. Anh này bận áo vô cho nhanh nha mấy bà. Cấp 42 nè. Pyjama ren. Bộ này ai mua được 125.000 đồng. Siêu đỉnh luôn. Cao cấp 42. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Ok chị Hồ Phi. Cái kề tên Hy là gì? Cấp 42 chị chụp ảnh chuyển khoản thành công giùm em đi chị ơi. Chụp ảnh chuyển khoản thành công giùm em đi nha. Cấp 42. Cao cấp 42. Bộ đồ này 125.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cái này là hàng lẻ lẻ ít nha, tranh thủ nha. Cao cấp 42 liền giùm em ha. 125.000 đồng. Rồi, 40 đổ lên, 65 đổ về. Cái này có mấy bộ mấy chị ơi? 42 giùm em ha. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 42 giùm bé Hằng nha. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Bộ này đẹp tùy luôn á. 42 125.000. Rồi cao cấp 43 nè. Cái này tay dài nha. Rồi sao đây trời. Cao cấp 42 hết rồi, không nhiều đâu. Cao cấp 43 liền giùm bé Hằng. Chốt đơn luôn cho mấy chị nè. 125.000 luôn, 40 đến 62 nha. Cao cấp 43 nè. 125.000 đồng tay dài. Đẹp cực kỳ luôn. 40 đến 62. Cao cấp 43 liền giùm bé Hằng nha. 125.000 đồng. Ồ tay dài này đẹp mê ly luôn. 40 đến 62. Cao cấp 43 liền giùm bé Hằng. 125.000 đồng. Cao cấp 43 nha. 125.000 đồng giùm em Hằng. 40 đến 62 tay dài này là tranh thủ chốt đơn liền. 42 em hết rồi không còn. Rồi cấp 43 nha tay dài. 125.000 đồng. 40 đến 62 cấp 43 quá đẹp. Ôi trời, 44. 2. Cao cấp 42 con hết rồi cô Năm Dẻ thôi. Cô Năm Dẻ lấy 44 đi. 125.000 đồng nè. Cao cấp 44 liền mà Hằng. 125.000. Cao cấp 44 nha nè. 125.000. Bộ này là siêu sang luôn á. 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em ha. Cao cấp 44 nha. 125.000 đồng. Cao cấp 44.000 bá Hằng. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về luôn. Cao cấp 44 giùm em Hằng mấy cái ơi. 125.000. Bộ này có mấy bộ luôn á, này hết rồi đó. Mấy cái pyjama ren này may là xuất sắc luôn á. Cao cấp 44 giùm em Hằng. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cấp 44 giùm bé Hằng.
125.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em. Rồi, cao cấp 44 nha. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Thôi cộng đi đây. Đi đấy. Cao cấp 45. Bỏ ngay cái đó qua. Đi hẳn dùm cho còn cái màu nâu nâu, cái cổ nhỏ nó con xe lại. Cao cấp 45. Một cái này chốt luôn 120 phải không? Nè. Cao cấp 45 120, 40 đổ lên, 65 đổ về. 43. 43 hết rồi quá. Cao cấp 45 giùm em Hằng nè. Chốt đơn nha. 120.000 đồng. Ừ đúng rồi. 40 đổ lên, 65 ký trở về. Cao cấp 45 chốt đơn lẹ liền giùm bé Hằng. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về nha. Cao cấp 45 liền giùm bé Hằng. 45 thì quá cho. Có mấy bộ à nha. Đây là hàng lẻ lẻ gấp 45 giùm em Hằng. 120.000 đồng. Cao cấp 45 liền giùm em Hằng. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em Hằng. Cao cấp 45 giùm em Hằng. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi, cao cấp 46. Hai mấy chị ơi. Rồi, cao cấp 46. Bấm chị Hồ Phi đó vô kiểm tra coi chị ơi. Không biết phải chưa. Cao cấp 46. Đây nè. Trời ơi, cái mã đẹp tuyệt vời luôn. 40 đổ lên, 65 ký trở về. Rồi, 45 chị Phan Ly, cho chị Như Nguyễn Nguyễn. Rồi, Kim Nguyễn luôn. Cao cấp 46 thì nhầm bé Hằng nha. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về dùm em. Rồi, cao cấp 46. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 46 thì nhầm bé Hằng. Cao cấp 46 liền giùm em nha. 120.000 đồng giùm em. 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em nè. Cấp 46 nha. Rồi 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Chị ơi, kiểm tra coi chị phản quay chưa. Chị Nguyễn Trang Trang này khách mới đó, rồi chuyển cọc giùm em nha chị. Chị ơi, chị Hồ Phi chụp ảnh chuyển khoản thành công giùm em đi chị. Bên em mới kiểm tra được á. Bên em chú kiểm tra được có chạy cấp 46 giùm em Hằng. Rồi, chụp ảnh chuyển khoản thành công bên em nha. Cao cấp 47. Trời ơi, cái này. Cái này chốt luôn 120 nè. Cái này nó sang thiệt nữa trời. Cao cấp 47 thì nhìn bá Hằng. Đây, 120.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về giùm em Hằng. Rồi, cao cấp 47 nha. 120.000 đồng giùm em. 40 đổ lên, 62 đổ về. Ôi, bộ đồ này là chốt đơn nha. Chế nào một bộ tranh thủ vô chốt đơn nha. Cao cấp 47 đi giùm bá Hằng. 120 đồng full viện hết. Pyjama full viện rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Cao cấp 47 đi giùm bá Hằng nè. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 62 ký trở về giùm em Hằng. Rồi, cao cấp 47 liền giùm bá Hằng. 120.000 đồng nha. 40 đổ lên, 62 đổ về giùm em ha. Cao cấp 47 quá đẹp luôn. Coi nè. Pyjama tay ngắn ren siêu mê ly luôn. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về giùm em ha. Rồi, cao cấp 47 liền giùm bá Hằng.
120.000 đồng nha. 40 đổ lên, 62 đổ về. Cao cấp 47 đẹp, bộ này đẹp lắm luôn á, 120.000 đồng còn mấy bộ à. 40 đổ lên nha. Rồi đây cấp 48. 120.000 đồng luôn. Izama túi nơ đẹp lắm nè. 40 đến 65 nè, cấp 48. 120.000 đồng. Cao cấp 48 nha giùm bác Hằng. 120.000 đồng. 40 đến 65 nè giùm Hằng. Cao cấp 48 nha. 120.000 đồng. Ôi ơi, cái bộ nè. 40 đến 65. Ai chốt được bộ đồ này 120.000 đồng là rẻ dữ dội luôn á. Cao cấp 48 thì giùm bác Hằng. 120.000 đồng. 40 đến 65 nha, ai chốt được bộ đồ này hôm nay là rẻ dữ dội luôn mấy chị. Còn cái yêu đây nha. Có 6 bộ hôm nay ai may mắn mà chốt được giá rẻ vậy nó thiệt sự, mấy chị là may mắn lắm luôn á. 48 giùm em Hằng, 125.000. Ôi 120 luôn. 40 đổ lên, 65 đổ về, cấp 48 nha. Rồi. Rồi. Bà chế Ngọc Ánh nè. Rồi chế Lê Phụng rồi chế Võ Dúng nè. Mấy bà may mắn lắm luôn á. Chế Thủy Đỗ nữa nè. Cấp 49 nè. Ôi. Rồi tay leo quần xẻ nô luôn. 40 đến 62. Chế Hứa Nho luôn đủ không? Cao cấp 49 tay leo quần xẻ nô. Cái màu xanh siêu đỉnh luôn nè. 120.000 đồng. Cấp 49 nha. 120.000 đồng luôn. 40 đổ lên, 62 đổ về, 48 còn trời. 48 chắc hết rồi mấy chị ơi, đừng cầm anh nữa. 49 giùm em Hằng nè. 120.000 đồng. Cái này khúc này là em còn có 5-6 bộ à. 5-6 bộ à. Đáng lẽ cái này là em sale cho những chị mà nhà phân phối á. Em để lên như vậy cho nhà phân phối em là năm bộ là người ta lấy hết mấy chị, tại vì biết sao năm bộ là sẽ được rất là nhiều mẫu luôn, rất là nhiều mẫu người ta sẽ lấy hết. Mà 120.000 đồng mà chồng em nói thôi kệ đi, để bán sale cho khách lẻ đi, tại vì khách lẻ người ta cũng mua hết 49 giùm em Hằng, tại vì khách lẻ người ta chưa có bao giờ mua được giá rẻ vậy, cho không kệ lên đây 120.000 đồng hết 49 nha. Rồi có gấp 50 em thì em thích bán cho nhà phân phối á, người ta được dịp rẻ về cấp 50 nữa nè. 120 nữa. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 50 là nhầm em Hằng. 120.000 đồng. Đây. Rồi cao cấp 50 dùm em mấy chị. 120.000 đồng dùm em Hằng. 40 đổ lên, 65 đổ về, cấp 50 dùm em nha. 120.000 đồng. 49 còn hết không? 49 chắc hết mấy chị. Qua đây em Hằng có 50 nha. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về dùm em Hằng. Cao cấp 50 là dùm em Hằng. Cao cấp 50 là dùm em Hằng. 120.000 đồng dùm em. 40 đổ lên, 65 đổ về. 50 nha. Qua em cấp 50 nè. Bộ màu hồng viền đẹp lắm luôn, 120.000 đồng. Cấp 50 là dùm em ha, 120.000 đồng dùm em. 40 đổ lên, 65 đổ về, 50 size 65 luôn nha. Cấp 50. Họ cấp 51. Bộ này chốt mấy chị 125 rẻ nha. Lẹ nha, 40 đến 62. Ai dài. Rồi nè. Cao cấp 51 liền hả? 125.000 nè. 40 đổ lên, 62 đổ về. Pyjama viền. Đẹp quá chừng luôn. Cao cấp 51. 120.000 đồng. 125.000. Tay dài.
Trời ơi, cái mẫu này bao nhiêu tiền mấy bà? Trời ơi, may bao nhiêu cũng không đủ hết trơn, giờ còn lấy được nhiêu đây nhà trời, 5 bộ à. Cóp 51 liền bé Hằng. 125.000 đồng nha. 40 đổ lên, 62 đổ về giùm em. Rồi cao cấp 51 giùm em Hằng ha. 125.000 đồng. Cấp 51 giùm em Hằng. 125.000 nha. 40 đổ lên, 62 đổ về, cấp 51. Rồi cấp 52 cộng là còn mấy bộ anh? 52 luôn. Cấp 52, 120. 40 đến 65 giùm em Hằng. Con này cấp 52. A lỗ ren đẹp màu da đẹp lắm luôn nha, 120.000 đồng luôn. 40 đến 65. Ở cái tông màu nè. Cao cấp 52 là nhầm bác Hằng. 120.000 đồng. 40 đến 65 liền hả. Cao cấp 52 nha. 120.000 đồng. 40 đến 65 liền hả, cấp 52. Mấy bộ luôn á, 120.000 đồng giùm em hả. 40 đến 65 giùm em hả. Cao cấp 52 nha. Đây. 120.000 đồng luôn. 40 đến 65 giùm em hả, cấp 52. 120.000 đồng. 40 đến 65 giùm em hả. Rồi cao cấp 53. Ồ, cái này tại dài tay luôn. Rồi 53 giùm em hả. 120.000 đồng luôn. 40 đến 65. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. 52 hết rồi mấy chị ơi. Cao cấp 53. Xoan tay dài. 40 đổ lên, 65 đổ về. Chị gọi không được hay là gọi không được. Cao cấp 53 liền giùm em Hằng. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về, em hết 51, hết 52, hết 50, hết 51, hết 52 luôn rồi nha. Rồi cao cấp 53 liền Hằng. Cao cấp 53 nha. 120.000 đồng giùm em. Ủa cái màu này nó mê ly luôn mấy chị. 40 đổ lên, 65 đổ về giùm em Hằng. Cao cấp 53 nha. Bi quên lộn, đây là cổ sen tay dài. Cao cấp 53 liền Hằng. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 ký trở về em Hằng. Trong Messenger chị gửi giùm em, trong Messenger là được cấp 53 giùm em Hằng. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về, cấp 53 nha. 120.000 đồng giùm em. Rồi cao cấp 54 luôn. Ôi con nè. Tay loe quần xẻ nô đâu vậy trời, cấp 54 giùm bé Hằng. Cái mặt này đẹp đẹp không, giờ còn 5 bộ. Cao cấp 54 nha. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về giùm em Hằng. Cao cấp 54. Quá là mê ly luôn nè. 120.000 đồng nha. Rồi thử cao cấp 54 liền giùm em ấy chứ ơi. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. Trời ơi cái bộ này là tới công chị nha. Cấp 54 mã này là tay leo quần xẻ nơ nãy mà bán. Vô trong ngay khúc quần xẻ nơ là không có đâu. Rồi cao cấp 54 nha. 120.000 đồng. Rồi 40 đổ đó, chị chỉ cần chụp màn hình là đã chuyển tiền thành công, hoặc là đã chụp cái khúc mà tài khoản trừ tiền là được rồi chị. Tài khoản mà trừ tiền á, chị chụp ảnh màn hình xong rồi chị gửi qua trong Messenger cho bên shop em Hằng là được. Cấp 54 giùm em Hằng. Rồi em là cao cấp 55. Đấy, trời ơi cái này 120 nè. Quá đỉnh nè. Tay dài luôn. Tọc tím. 40 đổ lên, 65 đổ về. Cao cấp 55 liền Hằng. 120.000 đồng.
40 đổ lên, 65 đổ về. Ôi ôi, cao cấp 55 nha, 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về dùm em Hằng. Cao cấp 55, 120.000 đồng. 40 cái trở lên, 65 cái trở về. Chụp màn hình rồi mà gửi không được hả? Gửi trong Messenger nhà em đó chị. Cao cấp 55, cao cấp 55 nha, 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Trời ơi, cái bộ đồ này ai mà may mắn mua giá 120 đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Trời, bà Nguyễn Hồng nha, anh giữ là cấp 55 dùm em Hằng nha, 120.000 đồng dùm em. 40 đổ lên, 65 đổ về nha. Rồi, cao gấp 55 dùm em Hằng. Tai dài luôn, 120.000 đồng. Bộ sọc tím này là đẹp dữ lắm luôn mấy chị. 40 rồi các, nhưng mà anh coi coi kiểm tra coi qua chưa, ai chuyển qua lên 55 không có tên bên em kiểm tra không có được, có chị cấp 56. Tại vì bên em chuyển tài khoản chuyển tiền liên tục á, có tên bên em kiểm tra mới nhanh á. Tên gì chuyển qua đó chị ơi, cấp 56 liền Hằng, 120 nha. 40 kg trở lên, 65 kg trở về dùm em Hằng. Rồi, cao gấp 56 liền dùm em, 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 kg trở về. Cao gấp 56 chốt đơn nè, 120 nè. 40 đổ lên, 65 kg trở về. Thi chuyển cho nội dung thi. Rồi, nhận được rồi chị em, 100.000 cấp 56 dùm em, 120.000 đồng. Rồi, cao cấp 56 nha, 120.000 đồng dùm em. Cao cấp 56 quá đẹp rồi, bên em nhận được rồi nha chị Hồ Phi ơi, thi chuyển là nhận được rồi nha chị. Cao cấp 56 ý là phải biết nội dung người chuyển gì đó. Cao cấp 56 liền dùm bá Hằng, 120.000 đồng dùm em. 40 đổ lên, 65 đổ về nha. Rồi, cao cấp 56 liền dùm em ha, 120.000 đồng dùm em. 40 kg trở lên, 65 kg trở về dùm em ha. Rồi, cao cấp 56 liền dùm em ha mấy chế, 120.000 đồng. Rất đẹp luôn á trời. 40 đổ lên, 65 đổ về luôn, cấp 56 nha. Rồi, cái đi sao mà rồi 57. Rồi bên em nhận được rồi chị ơi, cấp 57 nè, 120. Rồi, dạ nãy giờ mình đã chốt rồi đó chị, nãy giờ bên em chốt chị rồi đó, lát bên em trừ tiền cho. Nãy giờ mình mua mấy bộ là có đơn á chị, lát bên em trừ tiền. Cấp 57, 120. Bên này 40 đến 62 nha. Rồi, cao cấp 57 liền Hằng, 120.000 đồng. 40 đến 62 nha. Rồi, cao cấp 57, 120.000 đồng. 40 đến 62 dùm em Hằng. Quá là đẹp luôn nè. Cao cấp 57, nên vô đi làm đủ hết đúng không? Đủ hết rồi, thi rồi luôn hả? Cấp 57 dùm em Hằng, 120.000 đồng. Nó đang chờ mà em triệu tập hay gì á. Cấp 57 dùm em Hằng, 120.000 đồng. Cao cấp 58, 120.000 đồng. Cấp 59, 120.000 đồng. Mốt em cho nghỉ ở nhà một tuần luôn, giờ là phải ước gì được đi làm, ước gì được đi làm. Cấp 59, mốt em cho nghỉ ở nhà một tuần á. Cấp 59, 120.000 đồng. Cao cấp 59 dùm em,
nghỉ một tuần nhất là nghỉ tới ngày thứ ba thôi là bắt đầu là thôi đi làm cho cái cầm điện thoại xuống nước để em bảo thôi chừng nào đi làm bắt đầu cỡ 59 120.000 đồng luôn tay dài nha. Cao cấp 59 giùm bé hà 120.000 đồng quá đẹp luôn rồi. Ủa 58 hả? Rồi cao cấp 58 mẫu tay dài này em chốt cho mấy chị 120 nha. 40 đổ lên 62 đổ về để cho nhân viên em nó sẽ khởi động lại, nó khởi động lại làm việc nha mấy chị. Cấp 58 nha, 120.000 đồng 40 đổ lên 62 đổ về bắt đầu là nhà em sẽ gọi chốt đơn mấy chị luôn nha. 58 120.000 đồng. Ủa, anh có đi đặt tay em hay sao? Thì giờ đóng tạp, thử tạp, chạy ra ngoài luôn. Buộc quá luôn. Cấp 58, 120 40 đổ lên, 62 đổ về. Rồi, cao gấp 59 mẹ này 125. Anh báo đi rồi, anh nói về rồi. Cho thấy là đó. Mắt vậy đâu được đi đâu. Cao gấp 59 giùm bé Hà. 100. À cái đó 58 chị, cái này mới 59 nè, cái này mới 59 nè, 120 nè. Đây, 59. Kim hoàng lên đây. Cao gấp 59. Đây. Này là 125. Cao gấp 59. 125.000 đồng. Ôi con nè. Ai 59 nè. 125.000 đồng. 40 đến 62. Cao cấp 59 tiền nè mấy em hàng. Vừa mà khả tên. Ừ. Cao cấp 59. 125.000. Cao 59. 125.000 đồng. Cái gì nó nói là bị chơi mà bị quýnh nó cũng hết nữa. 659 mốt nó đi nữa. 120.000 đồng. Hỏi gì? Hỏi gì? 659 120.000 đồng. 659 nha. Mà lại ý là về trễ đúng không? Mà không gọi được nữa. Và điện hỏi ý là có xin đi cho đi nhưng mà tới giờ mà chưa chịu về còn đi đâu nữa rồi gọi điện hỏi không được nữa không nghe máy nữa thì bị quýnh là đúng rồi. Trời ơi có 60 này 125 hoàng có 60 nè 125.000 đây tay dài này đẹp cực kỳ luôn. 40 đến 62 nha. Cao cấp 60. 125.000. Cao cấp 60 nha. 125.000 đồng. Cao cấp 60. Đẹp quá à. 125.000 đồng. 40 đổ lên 62 đổ về. Cao cấp 60 nha. 125.000 đồng giùm em ha. Rồi 40 đổ lên 62 đổ về giùm em ha. Tay dài có 60. Có mấy bộ à? 125.000. Mấy mã này em hết luôn rồi mấy chị. Mà mấy cây vải này là giờ cuối năm em bán lại cũng không có luôn mấy chị. Cây vải cuối năm là hiện tại là bây giờ nó ra được vài cây khác. Cái vải này là ra không có luôn. 60. Trời, 125.000. 60 cho em cao bình. Rồi, cao gấp 61. Đây, đây, đây. Cái này đẹp lắm luôn nè. 125.000 đồng nè. 40 đổ lên 62 đổ về nè. Cao cấp 61. 125.000 đồng. Đây, mấy chữ rồi. 40 đổ lên 62 đổ về. Cao cấp
cao cấp 61 lên đơn lẻ nha. 125.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về. 61 nha. 125.000 đồng. Bả này đẹp lắm. Dạ, bả này xuất sắc luôn á. 125.000 đồng. Cao cấp 61 giùm em hàng nha. 125.000 đồng. Cao cấp 61 giùm em mấy chị ơi. 125.000. 61 giùm em hàng 125.000. Cao cấp 62 rồi, 120.000 đồng. Đài cấp 62 120.000. 40 đến 65. Cao cấp 62 lẹ nha, nhân viên em sẽ gọi chốt đơn mấy chị liền trong cái like này nha. Đó, 62 120.000 đồng nha. 40 đến 65. Rồi, cao cấp 62 120.000 đồng. 61 hết rồi. 61 em hết rồi mấy chị ơi. Làm em hàng là 62 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về là đi ăn món ăn Bình Đại. Hai ngày không có ăn món ăn Bình Đại. 62 120.000 đồng. Rồi 40 đổ lên, 65 đổ về là mã 62 giùm em nha. Có 62 giùm em ha. Rồi em xin phép nghỉ live stream này nha mọi người ơi. Em xin phép là nghỉ cái live stream này. Mấy chị cố gắng nghe máy để bên em chốt đơn thành công nha. 62 bà ơi, bả đâu bà ra 65 dữ vậy bà, thật sự hỏi sữa chua. Có 62 120.000 đồng. 40 đổ lên, 65 đổ về. Rồi em xin phép nghỉ cái live stream này để nhân viên em chốt đơn cho mấy chị. Đi hàng cho kịp chuyến xe chiều ha mấy chị yêu dấu. Nhớ là mình nghe máy chốt đơn thành công thì tối nay mình mới có thể mua hàng bên em nữa nha. Rồi ok mấy chị yêu dấu nha. Cảm ơn mấy chế rất rất là nhiều. Hẹn gặp lại mấy chế vào tối nay. Chào tạm biệt mấy chế. Dạ mình không cần cho địa chỉ trên like đâu, bên shop em hằng. Nhân viên em sẽ gọi điện chốt đơn mấy chị đàng hoàng, xin địa chỉ đàng hoàng nha. Lớp 62 giùm em. Rồi còn nào lẻ lẻ. Ê còn hai mã lẻ lẻ nữa mấy chị ơi. Ôi 63, 64, 65 luôn đi. Nè mấy mẫu lẻ lẻ nó đem lên luôn rồi nè. Nè 63 nè. Rồi đây nè. Dạ cô. Dạ cô Nguyễn rồi 63 nè. Rồi 63. Rồi 63 là nhất định chốt nha. 63 mà 120. Rồi nãy nhận cả triệu bạc rồi đó. Cảm ơn bà nha. Nè 63 nè. Nè 63 nè. 120 nè. Ôi cái này còn mấy bộ lên đi. 63. Trời ơi cái bộ này là phải chốt nha. 120.000 đồng. Ôi cái bộ này đẹp dữ vậy trời. Có 63 liền giùm em ạ. 120.000 đồng nha. Rồi có 4 bộ à. Cấp 63 liền nhầm bác hàng. Trời ơi 120.000 đồng. Cao cấp 63 120.000 đồng dùm em hàng. 40 đổ lên nha. Rồi cấp 63 dùm em nha mấy chị ơi. 120.000 đồng. 40 đổ lên, 62 đổ về dùm em. Rồi em xin ao nha mọi người ơi. Em xin ao nha. Để cho nhân viên em sẽ chốt đơn cho mấy chị nhanh gọn lẹ nha. Chào tạm biệt mấy chế.